Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Dhammasavanakalo ayam padanta. Dhammasavanakalo ayam padanta. Dhammasavanakalo ayam padanta. Namo Buddhaya. Namo Dhammaya. Namo Sanghaya. Kính bạch Thế Tôn Đức Tăng Ni và kính thưa các Phật tử, hôm nay theo lời mời của chị Dung, sư cô đến đây để nói chuyện với quý vị ở thiền viện chân lý. Thì theo như thông báo đó, thì đề tài hôm nay nói chuyện với quý vị sẽ là ba la mật không phải để tích lũy. Thì cái đề quý vị nghe có phải cái gì mà hơi ngược ngược của ta á? Vì mình hay thường cho mình tu để tích lũy ba la mật á, để mà được thành Phật hay là được thành A La Hán ha. Bởi vì dù tu tập đó mà thành cái gì đi nữa, để thành Phật, thành Thăng Văn, cái thành độc giác Phật, cái thành Bồ hay là thành Phật Quang Giác đó, thì mình ai ngay đang tích ngay hay gọi rằng là phải tích lũy ba la mật. Mà vậy mà hôm nay thì sư cô nói ra ba la mật không phải để tích lũy. Nhưng mà đầu tiên á, để trước khi đi vào đề tài á, thì mình thử hỏi xem thì quý vị hiểu thế nào với ba la mật này đó. Ba la mật là cái gì? Bây giờ trong đại chúng đó, có vị nào có thể cho biết là theo lâu nay quý vị đã từng học rồi đó, thì quý vị hiểu ba la mật là gì? Ba la mật là từ tiếng gì nè? Từ Parami á, tiếng Pali. Và mình phiên âm theo tiếng Hán. Tiền hãng á, khi mà họ viết ra học tiền mật họ cũng đọc tiền mi, cho nên họ vẫn đọc là ba la mi, nhưng mà qua tiền mật phải hãng viết mình nói tiền mi mình đọc thành tiền mật, cho nên mình đọc ra ba la mật nó cũng giống cái tiền hãng mà viết không ra cũng đọc ra ba la mi đó nè. Thì chữ ba la mi quý vị thấy hai dịch ra tiền mi là gì? Chữ ba la mi dịch ra tiền mi là tiền gì nè? Có nghe mà tiền gì ra? Từ Parami hay là ba la mật á, quý vị hay nghe là bên Bắc Tông thì có mấy ba la mật ạ? Sáu ba la mật, còn gọi là gì? Lục gì? Lục đồ, cái chữ đồ đó. Cái chữ đồ là gì đó, bên thật ra dịch mà cùng con hạng Việt luôn. Một bên là phiên ngâm á, một bên dịch gì cái chữ đồ còn nghĩa là gì? Đường. Đồ là đường á, đào mới là đường. Con đây là đồ. Đồ đó là quá sông. Đồ là quá sông. Đồng tư. Ví dụ như quý vị còn nhớ cái câu mà ngài lục tổ về nắng á, mà nói với là lục tổ hoang nhận á, nếu như mình đọc và quý vị đọc cái lịch sử tiên tống á, thì khi mà lục tổ hoang nhận và trao y bạc cho lục tổ về nắng xong rồi thì nói là bây giờ con phải đi ôm y bạc đi liền, không thôi là bị mấy người kia họ được theo họ tranh lại đó, thì mình đưa tới bờ sông, thì người vị thầy mình định đưa theo thiên cho học trong xong thì ngài hiền nắng nói với ngài hoang nhận là khi mê á khi thay đồ cho con mà ngộ rồi thì con tự đồ không? Thì chuyện đồ là có hai nghĩa à, chuyện đồ là nó qua xong thì là bây giờ con xưa con mê thì con cần thầy đưa cho con qua xong, bây giờ con đồ ngộ rồi thì con tự qua xong à, nhưng mà thường mình hiểu cách chuyện nghiệp đồ là tức là cử đồ ngay được mình là không, thì chuyện đồ có nghĩa là qua xong, con có khi người ta dịch là đảo bị ngàn, bởi vì còn nghe đảo là đến, bị là kia và ngàn là bờ, đảo bị ngàn cũng nghĩa là đến bờ kia. Như vậy Parami hay ba la mật á là thường được dịch á là pháp để đưa đến bờ bên kia à, pháp để đưa đến bờ bên kia. Vậy thì bờ bên kia là bờ nào, bờ bên này là bờ nào? Bờ bên này là bờ cái khổ của đau khổ của sanh tử luân hồi, còn bờ bên kia là giác ngộ, là giải thoát ha. Như vậy đó pháp ba la mật, nếu như mình hiểu đó à, thì chữ trong tiếng Pali của vậy thì Parami đó nào đi ra thì chữ Parama à, đi chữ tiếng Parama, hoặc là có hai cách để mà tách từ của từ Parami. Parami cũng đồng nghĩa với Paramita, vì hai cái ha, cho nên là ba la mật ta. Paramita thì biết ông là Paramita, còn Parami là Paramita. Hai từ này đồng nghĩa và đều là tiếng Pali cả.
chứ không phải là bên tiếng Pali tiếng Sanskrit đâu. Pali và Sanskrit đồng nghĩa nhau, đồng đồng với nhau trong trường hợp này. Thì nếu như chữ Parami thì nó đi ra từ chữ Parama, và Parama có nghĩa là cao tột, cao nhất, tốt nhất, xuất sắc nhất. Vì vậy chữ Parami tiếng Anh á, thì vì cái tên dịch chữ Parami là perfection, perfection là sự hoàn hảo. Nếu như quý vị mà đọc á, trong tiếng Anh á, cái hồi dịch chữ Parami là dịch perfection, là sự hoàn hảo. Đi ra từ chữ Parama là điểm cao tột, là foremost, là highest. Còn nghĩa nghĩa chữ paramita đó là para cộng với ita, parang cộng với ita, parang là bên kia, para đó mình ắt ta là ta và para là người khác, thì para mình sẽ tổ thành các hai là parang, parang là ita, parang là bên kia và ita là đi. Như vậy parang ita là paramita, là đi qua bờ kia. Cho nên mình dịch là đảo bị ngang đó, đi qua bờ kia. Vậy thì dù là cái nghĩa perfection, tức là kể cả cao tột, tức là ba la mật là gì, những cái pháp hành cao tột, nó đưa giúp cho chúng sanh đi từ bờ mê qua biển giác, từ sinh tử luân hồi qua giải thoát giác ngộ qua niết bàn. Vậy thì đó, cái pháp này là pháp để đưa mình đi qua bờ, bên sau qua bờ sông, phải không? Pháp mà đưa đi mình đi qua bờ thì nó giống cái gì? Vì thế nó giống cái bè. Còn mình đi qua sông thì mình đi chạy bè gì nữa, mình lấy bè mình đi qua sông. Vậy thì á, cái bè đó chỉ là phương tiện thôi, không phải cả để mình bảo điếu. Trong cái bài kinh ví dụ con rắn á, kinh số 22 của Trung Bộ Kinh, thì trong đó Đức Phật có đưa một cái hình ảnh là pháp của Đức Phật á, là dạy cho chúng ta đó là chỉ giống như là chiếc bè để đi qua sông. Một người họ ở trên cái bờ sông này, họ rất là kính sợ vì bờ kính sông này có nhiều thủ dữ, nhiều cái nguy hiểm, thì người đó muốn đi qua cái bờ bên kia thì mới đi kiếm là vỏ, kiếm cây, kiếm lá, kiếm cành bền lại thành một cái bè, rồi dùng cái bè đó để đi qua sông. Vậy thì khi mà qua tới sông rồi đó, thì vị này có cần là bám vào cái bè nữa không? Vì đó thường là phải đặt cái bè xuống trong ngay cả cái bè mà đi cả. Thế thì đó, ba la mật chỉ là phương tiện thôi. Và bây giờ đó, bây giờ mình trở lại này, như vậy là bên đầu tiên mình hiểu định nghĩa chỉ ba la mật trước ha. Như vậy ba la mật là pháp hành phương tiện để giúp chúng sanh đi từ cái bờ mê tới biển giác, từ sinh tử luân hồi qua niết bàn. Và phương tiện này đó là không phải để bám víu, không phải để bám bạc, mà chỉ để làm một cái phương tiện để mình đi qua và qua tới đây mình bỏ xuống. Rồi bây giờ đó, thường thì mình hay nói rằng là mình tích lũy ba la mật để mà mình thành Phật hay mình thành bậc thánh. Thì bây giờ đó, ba la mật nó khác với phước là như thế nào? Bởi vì tại đây mình hay nói cái phước không thành phước ha, mình đi làm phước, bố thí cũng là làm phước phải không? Cho tri giới cũng là làm phước. Vậy á, mật phước và ba la mật á, hai cái này tuy nó giống nhau nhưng mà nó khác nhau. Bởi vì phước đó là thiền pháp ha, là những cái việc thiền mà mình làm. Và cái phước chỉ quân nha, thì có lý á, chỉ quân nha là cái phước á, nó có nghĩa là đi ra từ động từ cú na tí, có nghĩa đó là pháp mà thanh lọc. Nó thanh lọc cái gì? Những cái thiện pháp. Pháp á, như vậy phước là những cái thiền nghiệp ha, trong định nghĩa để những vị mà vào trong từ điển á, từ điển Buddhist Dictionary có cái từ quân nha. Bởi vì thấy trong đó đó, người ta sẽ định nghĩa quân nha đi ra từ điển quân na tí, có nghĩa rằng đó là những thiền pháp nó giúp thanh lọc tâm của mình khỏi những cái phiền não như là tham sân si. Vậy thì đó, trong trường hợp đó thì chữ punya nó đồng nghĩa với chữ kusala, kama và thiện nghiệp. Và như vậy phước á, là nó mang phước mới là mang tính cách tích lũy này. Còn ba la mật thì không phải tích lũy. Vì sao? Phước á, mình làm cái gì, mình tạo ra một cái phước, thì phước này đó nó như là một cái tài sản á, để nó sẽ đi theo mình trong suốt những cái thời gian mà mình còn sống để thu hồi. Mà phước này đó, tức là phước hữu lâu đó. Ví dụ như quý vị bổ thí đó, lâu nay quý vị đi bổ thí, thì quý vị bổ thí mình đi công ăn hết. Con bổ thí thì con á, là con bây giờ con nghèo quá đi, có nhiều người đó thì thấy mình quá nghèo, sao mà mình làm nhiều mình không có thể nào mà đủ ăn đủ mặc cả. Thì ngay cái tăng nói là vì mình nghèo nên mình thiếu bổ thí.
Vì người nào mà bỏ xe ích kỷ sang tham thì gọi là bổ thí, là không thể bổ thí. Do cái quả là như vậy, là do cái nhân không bổ thí, vậy thì nó bổ thí đi. Thì vì đó mới nói thôi, vậy thì có bổ thí không mong sao kiếp sau không được giàu sang, đừng một cực khổ nữa. Thì quý vị thấy cách làm như vậy đúng không? Đúng hay sai rồi ạ? Nếu như mà nói đúng, đúng về cái về nhân quả là đúng hay sai? Về nhân quả là đúng. Về nhân quả là đúng, khi mình hiểu nhân quả thì là bây giờ gần nhau, nó bị mình bỏ xe. Bây giờ muốn nhau sang thì mình phải bổ thí. Chuyện đó đúng nhân quả không sai gì hết á. Cho nên vì đó đi bổ thí để được giao sang, đúng nhân quả luôn. Nhưng mà nó khác với bổ thí ba la mật chỗ nào này ha? Bây giờ bố ba la mật cũng là bổ thí ha. Mà bên chỗ nhân sanh tử các là bổ thí ha. Mà hai cái này khác nhau. Nhân sanh tử là mình biết rằng mình hiểu rằng à, nếu như mình bổ thí sẽ được giao sang, cho nên mình cũng cố gắng mình bổ thí. Thì quý vị rất cám tạo cái nhân để kiếp sau, quý vị kiếp sau hoặc là sau này, trong đời này hoặc đời sau quý vị được hưởng. Như vậy là quý vị đang tạo cái nhân để sanh tử luôn rồi. Vì vậy cái tâm không câu được trả được hưởng à, như vậy làm phước đúng theo đúng nhân quả, quý vị làm hoàn toàn đúng không? Bởi vì muốn nhau sang thì phải bổ thí à, và bổ thí cũng là thiền pháp. Bởi vì ngay khi bổ thí là mình mới tham mà. Nhưng mà trong đấy á, nó có cái yếu tố là bản ngã. Con có muốn trở thành, con có muốn tái sinh trở lại để được hưởng phước hơn. Như vậy là mình vẫn còn luẩn quẩn ở trong tam giới, cho nên mình gọi là phước hữu lậu. Chữ lậu nghĩa là rơi rớt ở đâu? Rơi rớt trong tam giới. Vì vậy cho nên á, nếu mình không biết cách phân biệt thì mình làm phước thật nhiều, mất to là phước hữu lậu thôi. Và phước hữu lậu đưa tới là sanh lại để hưởng hướng, mà sanh lại để hưởng hướng phước, mà đâu phải nên mình chỉ trong phước không thôi, mình sanh lại mình cũng để hưởng cái ác luôn, cái quả của cái ác luôn. Bởi vì một ngày đó quý vị tỉnh bỏ lại xem mình làm bao nhiêu tâm niệm thiền, có bao nhiêu tâm niệm ác, nhiều ít cái ác nhiều hơn cái thiền á à. Bởi vì một nếu mình không có để ý đấy, một ngày cái tâm niệm sống của mình nhiều lắm, tâm niệm mới là bực bội này, sân hận này, ghét bỏ này, gắn tì này, đổ kỳ này à, thì nó nhiều lắm. Mà còn cái tâm niệm thương yêu để giúp đỡ ngay kia, đó là quả kỳ thân. Vậy thì á, mình cứ nghĩ mình có phước mình sáng trở lại đó, mình để được phước, nhưng mà bên cạnh đó mình một cái tưởng cái quả của cái điều ác mình làm. Cho nên quý vị thấy quả người là quả vừa có khổ vừa có lạc, chứ không phải là lạc không, mà cũng không phải là khổ không. Nhưng mà cái phước bổ thí của ba la mật thì khác. Bổ thí của ba la mật không phải để tích lũy mà để buông à. Vậy thì á, trong Phật giáo Theravada thì nói đến 10 ba la mật thôi, còn Phật giáo Mahayana còn phải nói 6 ba la mật à. Thì bây giờ vị nào có thể nêu được 6 cái ba la mật được các lục đồ đó, mình đang ở lục đồ bàn hành đó ha. Thì 6 lục đồ ba la mật trong kinh điển hay kinh điển Đại Thừa hay nói tới là thứ nhất là gì nè? Có thể thứ hai thế giới, thứ ba nhận nhục, thứ tư sinh tử, thứ năm thiên đình, và thứ sáu trí tuệ. Thì á, 6 cái này thì nó đều 5 cái là nó xuất hiện từ chính xác dưới trong 10 ba la mật của năm công, mà chỉ có cái thiên đình á là không giống. Mà thiên đình á thì nó giống với cái lý dục ba la mật, lý dục hay là xả lý của ba la mật. Bởi vì thiên là gì? Thiên là lý dục cái bất thiện pháp. Thiên đình đó là lý dục cái bất thiện pháp thôi. Cho nên nói thiên đình hay nói lý dục đó, thì nó cũng tương tự nhau. Thì bây giờ đó, cho nên mình không cần nói 6 cái này, không cần nói 10 cái kia thì nó bao trùm cả 6 cái này nhá. Vì là cái tên nó trùng nhau, cái pháp nó cũng trùng nhau thôi. Vậy thì là 10 pháp ba la mật của cái điểm tâm hay nói đó, mình kể theo thứ tư từ trên xuống dưới ha. Một là bổ thí, hai là trí giới, thứ ba lý dục á, xả lý thì lý dục, thứ tư trí tuệ, thứ năm tinh tấn, thứ sáu nhẫn nại, thứ bảy chánh thật, thứ tám quyết định, thứ chín tâm tư, và thứ mười tâm xả. Đúng rồi, như vậy 10 ba la mật á. Bây giờ đó, hôm nay mình sẽ phân tích 10 ba la mật này là theo hướng là buông bỏ chứ không phải tích lũy. Bây giờ mình tìm nghĩa ha, pháp ba la mật là pháp buông bỏ. Bởi vì tích lũy thì con tái sinh trở lại, con buông bỏ thì mình nhẹ chứ.
Vì vì thế mình muốn mình nhà thì mình đi ra. Khi quý vị muốn muốn nghĩa cũng không đi được nó quý vị sống. Quý vị tu tập trong đạo Phật là buông, chứ không phải thêm. Ví dụ ha, quý vị thấy này, tu thiền chỉ thôi. Quý vị tu thiền chỉ đấy mà vào thì đâu chứ mà mình đắc được sơ thiền á, là đầy đủ năm thiền chi phải không? Vào sơ thiền quý vị có đầy đủ năm thiền chi được cái tâm tử thì là định phải không? Bây giờ muốn tư sơ thiền mà đến tự nhiên thiền thì sao? Bỏ bớt cái thêm vào, bỏ bớt đúng chưa? Đúng. Mình nghe được có những thiên chí là tốt lắm đấy nha. Vậy mà thiên chí cũng phải bỏ bớt. Vậy bỏ bớt. Và bỏ bớt nếu như mình thiệt theo tự thiên thì từ sơ thiên mà muốn đến tự nhiên thiên thì phải bỏ bớt tâm tử. Từ nhiên thiên muốn đến tự tám thiên bỏ bớt gì? Thì từ tám thiên muốn đến tự tự thiên bỏ bớt là chỉ con định và xả thôi. Đó, như vậy đó, tú thiên cũng tú thiên chỉ mà muốn đến cao cũng phải bỏ bớt. Bây giờ thiên quán, tú thiên quán á, vậy thì bên tu thiền quán mục đích của tu thiền quán là gì? Diệt phiền não, diệt ngôn diệt tâm, diệt phiền não hay là kiết sử ha. Vậy thì có 10 kiết sử. Kiết sử là gì? Là những cái pháp phiền bất tình ha, những cái pháp cố nhiều. Mà kiết có nghĩa là trói buộc, và sử là sai khiến, nó trói buộc và nó sai khiến mình khiến cho mình làm những việc khác, và để cho mình trói buộc vào trong sanh tử luân hồi. Thì 10 kiết sử đó đó thì là tự bỏ nhân thôi. Vì vì thế mà bỏ được chân nào thì lên cao chân đó. Đầu tiên là mình bỏ ba kiến sự ha. Ba kiến sự đầu tiên là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Thì quý vị cắt được gì? Tu Đà Hoàng à, hay là nhập lưu của tầng cảnh đầu tiên. Rồi bây giờ bỏ tiếp theo hai cái kiến sự tiếp theo mà loại thô thôi. Đó là dục ái và sân. Loại thô thì đắc đến quả Tư Đà Hàm hay còn gọi là quả nhắc lại. Bây giờ khi mà diệt hết cái dục ái và sân loại thô cũng như loại tế, tức là đoạn hết năm hà phân kiết sử, thì lên tới cái quả thứ ba là Anaham hay còn gọi là bất lai. Bây giờ muốn lên tới cái quả A La Hán thì bây giờ phải diệt hết năm thừa phân kiết sử còn lại, đó là sắc ái, vô sắc ái, ngạ mạn, phóng dật và vô minh. Rồi khi nào bỏ hết 10 kiết sử là xong. À, thế nên khi một quý vị thấy một vị A La Hán mà họ chuyển đắc A La Hán thì họ nói gì? Đặt gánh nặng xuống. À, đặt gánh nặng xuống việc tương lai làm xong không còn lại sắp trở lại nữa. Quý vị thấy cuối cùng tu là buông, không còn thêm. Khi nào một quý vị tu mà càng ngày càng thấy mình thêm thôi, là mình đi sai đường nữa. Tu mà càng ngày càng thấy địa vị mình nhiều, chức vụ mình nhiều, tiền bạc mình nhiều, tài sản mình nhiều, là coi nhìn coi chừng ha. Mà không nhiều rồi mà không bảo biểu và tự hào về những cái mình có à. Rồi là cho rằng là ta và của ta à, đề từ của ta, chùa của ta, hề phải của ta à, càng ngày càng phát triển. Mà ngay cả Phật nói về Phật pháp đó nha, mà tự hào là có nhiều đệ tử á, cũng là ngạ sợ rồi à, tự hào mình đắc những thiên đại thiên kia á, là cũng ngạ màn trong rồi. Cho nên tất cả chỉ là pháp thôi à, cho con không có cái gì là ta không nói hết. Ngay cả những đắc thiên chắc tự chắc là chắc những đắc đào quả đó là đi tiến trên tâm sinh vật thì nó đi theo cái hướng đó đúng, nhưng mà nó đạt tới cái trang thái đó vậy thôi, chứ còn cái ta không nói đó. Đi có lý đề, vì có chánh niệm tỉnh giác, cho nên là tham sân si được diễn, được diễn đi, cho nên là chỉnh ngôn để quan. Vì thầy pháp nó miệt cái cõi mình đó, các pháp nó lâm miệt, các pháp nó vận hành theo đúng hướng đó. Cho nên nói trở lại, bác nó mật cũng là pháp để buông bỏ, không phải để tích lũy. Bởi vì càng buông những cái gì, buông những cái bất thiện, và bác la mật là để buông những cái bất thiện, những cái phiền não, những cái ảo tưởng, những cái sai lầm. Và khi buông sai lầm thì đúng là hiện ra thôi. Bây giờ đó, bổ thí à, quý vị thấy bổ thí là để buông bỏ cái gì? Tâm tham, tâm ích kỷ, tâm dính mắc vào của cải. Đó, bổ thí là để xả tâm tham thôi, bỏ tâm tham thôi. Bởi vì tâm tham là cái tâm khiến cho mình là mù lụt tích lũy của cải. Người mà tham là mù cho ra à, mà đã cho ra cái quý vị mà đã cho ra được là quý đã bỏ được cái tham, bỏ cái sang tham, cái ích kỷ rồi.
Cho nên có thể nói rằng bố thí là bỏ đi ích kỷ và sang tham. Còn nếu như bố thí mà để mong được cái này được cái kia thì chứ phải là bố thí ba la mật, cùng là bố thí mà không phải bố thí ba la mật. Cho nên quý vị thấy phân biệt rất là rõ bố thí và bố thí ba la mật. Bố thí cùng là thiền pháp nhưng mà bố thí để mong được cái này được cái kia. Quý vị thấy ngoài đời như cái bố thí để được danh được lời nữa đó. Bởi vì ví dụ như có những cái công ty á, những công ty mà họ kinh doanh á, thì để có được tiếng tốt như một cách quảng cáo thì người ta bảo trợ cho một cái chương trình từ thiện nào đó, và khi mà người ta bảo trợ như vậy thì người ta đưa tên của cái công ty người ta lên, chứ không phải là không có tên tuổi đó. Bởi vì này không, ví dụ như là cho 100 học bổng cho cả các học sinh của trường này trường kia, nhưng mà công ty này công ty kia đứng lên đưa cái bảng thì quá to, thì cũng là một cách quảng cáo như vậy là để danh có danh có lời, cũng là bổ thí, nhưng bổ thí vì để được danh được lời. Rồi có người bổ thí đó là để quý vị thấy là vì bổ có người bổ được danh được lời, là có người bổ thí là để nghĩ rằng đó là mình để mình có cái cảm giác là mình sống tốt hơn. Trước đây mình tham bây giờ mình không tham, trước đây mình bỏ sẻ bây giờ mình như vậy, mình từ bỏ cái bản ngã ích kỷ để mình xây dựng một cái bản ngã tốt đẹp, cũng là một bản ngã khác nha. Cho nên khó lắm đấy, mặc dù là bỏ cái ích kỷ rồi đó, nhưng mà bỏ cái bản ngã ích kỷ để xây dựng cái bản ngã tốt đẹp. Bây giờ hồi xưa tôi xấu, bây giờ tôi tốt, hồi xưa tôi ích kỷ, bây giờ tôi rộng lượng, thì cái niệm là tôi rộng lượng thì cũng biến phải là bộ thị ba la mật. Mà bộ thị ba la mật còn có tôi trong đó, mà chị thấy rằng đó bây giờ là mình bổ thí là tùy duyên và vì tha chứ không phải vì mình nữa. Nếu như mình đi ra ngoài đường mình thấy người đó ăn xin, mình dừng lại mình cho họ tiền, họ mua một bộ bánh mì, trong rồi thì đi thì kiếm mong nhớ những cái chuyện đó này, cũng không mong cầu rằng người đó sẽ nhớ ơn mình, cũng mong cầu rằng là mình sẽ được cái thưởng cái việc đó, cho xong rồi là thôi. Thì đó là bổ thí ba la mật. Mà bổ thí ba la mật mình, quý vị thấy trong trong kinh đó có chỉ là ba loại ba la mật không? Để như quý vị tập tụng kinh mà ba la mật, Dana Parami, Dana Upa Parami và Dana Paramattha Parami, tức là bổ thí ba la mật là đến bờ kia, rồi Upa Parami là đến bờ cao thượng, đến bờ trên, và Paramattha Parami là đến bổ thí đến bờ cao thượng, tức là nó có ba cấp độ, ngay cả ba la mật cũng có ba cấp độ, tức là ví dụ như bổ thí mà cấp bằng cấp bậc thì ngắn nó sẽ dịch vậy nữa, gọi là basic, basic là căn bản thôi. Cho bắt đầu mà đến cao hơn nữa đó, tức là highest hoặc là ultimate. Thì bây giờ thì vì thấy căn bản thì mình bổ thí những cái bậc ngoài thân thì gọi là parami, mình bổ thí tiền tài, mình bổ thí của cải, rồi thậm chí đó như là Bồ Tát là bổ thí vợ con luôn. Thì cái đó đó, bổ thí bậc ngoài thân gọi là bổ thí ba la mật thư dương thân. Rồi bổ thí mà gọi là upa parami là bổ thí ba la mật mình đến bên trên đó, là đến bên trên là sao, là bổ thí luôn cả tứ chi của mình, cả cái bộ phận cơ thể. Ví dụ như quý vị thấy có vị là họ bổ thí mắt, bổ thí thần, bổ thí gan, ngay khi họ đang còn sống đấy nha. Bổ thí tứ chi thì trong trường hợp đó gọi là bổ thí upa parami, là bổ thí đến bên trên, một sự hy sinh cao hơn, mức độ hy sinh cao hơn đó. Và cái bổ thí mà paramattha là đến bên cao thượng, hy sinh luôn cả sự sống của bản thân mình cho cái sự an vui của người khác. Thì là ví dụ như có những người đó, như trong cái câu chuyện mà cái con thỏ đó mà nó muốn cúng dường một vị đạo sĩ đó, mà tới mua đó là nó thấy vị đạo sĩ này không có gì ăn cả, mà tới cái mua đó là biết muốn kiếm trái cây, nó cũng dường cũng không có, cái mua thủy nó đóng bắn nó cắp nữa vậy rồi, không có cái gì để mà nó cũng dương vị này, cái tâm nó cũng dương nó quá lớn đi. Cho nên đó, là nó nói với ngài đó, mà ngài bây giờ ngài nhỏ như có một đống lửa đấy, tinh vị này không biết là nó cái nhỏ đồng nghi thì nó ngay một nhỏ đống lửa, và xong rồi nó nói cho bây giờ đó con sẽ nhảy qua được bao đồng lửa này, thì con sẽ chết, nhưng mà ngài sẽ dùng cái thịt của con như một món ăn. Thì cái hành động của cái tâm của con thỏ nó phát như vậy đó, thì cái phước của nó lớn lên rồi, khi nó nhảy vào nhưng mà lửa không được thiêu cháy nó,
Yeah. Và nó vẫn sống bình thường đó. Thì cái hành động của bộ thì đó thì gọi là bộ thì ba la mật định bên trên đó. Tức là khi mà cái tâm mật bộ thì mình nằm định nộp đó, còn cái hy sinh bản thân của mình. Yeah. Thì quý vị thấy rằng cũng có những người đó là có khi là họ hy sinh mạng sống của mình để họ cứu nhiều người khác. Chẳng hạn như những cái câu chuyện mà nói rằng là có những cái ngày xưa mà chuyện cổ tích á, nó nói rằng có những cái con quỷ á, những cái con già xóa mà nó ăn thịt người, bây giờ nó chỉ cần cũng một cái cô thiếu nữ tới thì là nó sẽ buông ra cho cả cái dân làng này hết, họ sẽ không giết dân làng nữa, chỉ cần cũng cái cô như đem cái cô đó tới tận dân tặng cái con quỷ đó thôi. Thì cái cô thiếu nữ này nói thật được tha mình hy sinh mình nhưng mà để cho dân làng được bình an thì cô này cũng sẵn sàng đi tới. Đó trường hợp đó gọi là paramattha, đang là parami là cổ thị bao la mật mà đến bờ cao đường đó. Và cái đó là họ là chỉ nghĩ tới lợi ích của cái người xung quanh thôi, chứ còn không có nghĩ tới bản thân mình rồi. Mình chết đi nhưng mà để đem lại sự lợi ích cho nhiều người. Thì quý vị thấy rằng cổ thị là để bỏ đi cái sự sang tham của cho bản thân mình. Thì như vậy bỏ cho một thêm hơn. Mà khi nào mình nghĩ tới chuyện thêm thì nó chưa phải là bao la mật. À, nó rõ ràng vậy đó. Bây giờ trì giới, dư giới, quý vị thấy nên dư giới không sạch sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nội giới, không rượu, giới năm giới của người Phật tử đó. Thì như vậy mình muốn bỏ cái gì? Mình muốn bỏ cái gì khi mình dư giới này? Đúng rồi, mình muốn bỏ những hành động khác, đúng không? Nhờ dư giới mà mình không làm những việc khác. Mình tại vì mình sạch sanh, nhờ dư giới mình không còn sạch sanh. Thay vì mình trộm cắp, nhờ dự giới mình không trộm cắp, mình không nói dối, không hai ái cả. Thành ra nhờ dự giới mình buông bỏ những việc cả đó. Chứ mình đâu có làm thêm gì đâu. Thậm chí dự giới không có làm thêm gì cả. Dự giới nó dễ hơn là phải giữ đó nha. Bây giờ xóa sạch là quý vị đó. Bây giờ giết người về không giết người thì nó khỏe hơn. Giết hoặc là thậm chí là giết con gà thôi đi. Vì con gà mình không chỉ con gà là cái nào mình sức khỏe, cái nào khỏe hơn. Không chỉ khỏe hơn nhá. Bây giờ quý vị muốn gì cũng phải đi kiếm cái dao, phải mai cái xác, phải làm, phải bắt cho được con gà ra làm sao, khó lắm. Không chỉ khỏe hơn nữa không? Rồi bây giờ vừa trồn cắp thì không trồn cắp, cái nào dễ hơn? Hay vừa trồn cắp thì không trồn cắp, vì này cái nào dễ? Trồn cắp khó chứ. Muốn trồn cắp là phải đi rừng, đi mò, phải không? Đi con sạc theo dõi. Rồi phải lập ứng mưu á, lập kế hoạch. Rồi phải đi lấy cho đường, rồi lấy xong rồi là sợ hãi rồi đó, đi trộn, rồi đi cấp, đi người ta khỏa phá kiến. Con không trộn cắp thì bên đâu còn cơm răm gì đâu. Mình thì cần không có ăn thì nhìn loại được. À, không có kia thì mình nhìn tiêu thôi, mà rất là khỏe. Cho nên là dừng dự nó khỏe hơn. À, ngay cả vì như uống rượu thì có uống rượu thì nó dễ hơn. Rượu nó phải đi mua mình có mình uống nhé. Con nửa thế giới nào có sẵn. Nói dối của mình nha. Nói dối đó là phải suy nghĩ nói sao để người ta tin. À, mà người ta tin xong rồi phải nhớ làm sao mà nên có lô ra, nên có bị lô tẩy. Nên nói xong rồi bị hở xong người ta phát hiện đó. Đã, con mình nói thật, không cần suy nghĩ, không cần tỉnh còn có sao nói vậy. Giờ nào ai hỏi gì mình cũng nói đúng như vậy hết á. Không khỏe lắm. Ngay cả ta hành cũng biết đó. Dược việc ngoài tinh thì không ngoài tinh cho nó khỏe hơn. Ngoài tinh là mềm nhiều lắm đó, phải trổ, phải lặn, phải lẻn lục, rồi bị sơ phá khiên nữa. Còn không ngoài tinh, không ngoài tinh thì ngọn cây mềm nó có như vậy cố gắng nó để mà vượt ra khỏi cái sự cảm dỗ, sự cảm dỗ là cái sự mà thu hút của người kia. Nhưng mà nếu như cố gắng nó được qua được trong điều kiện nó rất là khỏe, không phải tỉnh bỏ, mà lo sợ gì hết á. Con thương không tỉnh bỏ mà lo sợ lắm. Thì đó, như vậy đó, người mà trì giới rất là muốn hết á, muốn tất cả những ác nghiệp, có khi muốn bị sống nhẹ nhàng, thứ thải lắm. Muốn cái tấm vòng đồng thì cái hành động sai trái. Và khi mình làm thì như thế là mình luôn luôn, là có luôn cái sự, mình làm sống ở trong giới đó, bị sống luôn luôn. Chỉ cần một người Phật tử mà giữ được nắm giới thôi đó, cái đời sống của người đó rất là nhẹ nhàng, thứ thải. Và họ là một cái mẫu mực trong gia đình và trong xã hội đó. Bây giờ mình qua cái thứ ba là nekhama, tức là ly dục, tức là xả ly. Ngay từ ly dục là biết buông cái gì rồi. Ly dục tức là buông ái dục.
Bởi vì quý vị thấy rằng đời sống của mình, chúng ta sinh ra khỏi người, tức là khỏi dục giới. Cho nên hầu như dù ít dù nhiều, ai chúng ta ai cũng bị ý bụi của sự tham dục cả. Mình thích ăn ngon, mình thích mặc đẹp, mình thích được một vé nhiều chuồng, mình thích được khen. Quý vị thấy rằng mình rất là mình thích mình cái tâm tham dục của mình, thích nói chung là mình cam mê đối với ngũ trần á, sắc thanh hương vị xúc, cái gì mình cũng tham muốn cả. Và chính cái tham muốn đó nó khiến cho mình phải gì, để có được cái tham dục như vậy thì mình phải lắng sáng tạo tạo gì đó, và mình tạo ra bao nhiêu nghiệp bất thiện vì để mình đạt được cái tham muốn của mình. Thì bây giờ đó mình bật đi, mình khi mà mình hành lên tham, tức là lý dục ba la mật, tức là mình muốn bỏ được cái sự tham dục đó đi. Mà muốn bỏ tham dục thì làm sao? Thì chúng ta phải có những cái tư duy đúng đắn và phải chẳng tư duy. Bởi vì trong chẳng tư duy có ba loại không? Là tư duy lý tham, tư duy lý thân, lý tâm và tư duy lý hài. Cái suy nghĩ nào mà khiến cho mình mà khỏi tham, tức là chẳng tư duy vậy đó. Bây giờ mình muốn ăn ngon à, mà muốn ăn ngon thì quý vị thấy không? Muốn ăn ngon đâu phải vậy, muốn là muốn ăn thì phải lăn vô bếp không? Muốn ăn ngon thì phải vô bếp và nấu. Còn nếu như mà mình không cần ăn ngon, ăn gì cũng được thì rất là khỏe. Khi những ông chồng đó, mình đi làm về thì mình không nấu ăn, thì bây giờ đó quý vị phải có tấm thải là vợ nấu gì mình ăn gì hết, ngon cũng ăn, dở cũng ăn, phải không? Bởi vì ăn là gì để mà sống có ngày. Có cái bài quảng từ Đức Phật dạy cho mình á, khi mà thọ thực á, trong chùa ngày nào cũng rất là chân chặt quảng từ rằng do ta thọ dùng vật thực không phải để vui đùa, không ham mê vô đồ, không phải để trang sức, không tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được bảo trì mạnh khỏe, để tránh sự tổn thương, để trợ duyên phạm hành. Đó, thế vậy nên mình ăn là để trợ duyên phạm hành, chứ phải ăn cho vui, ăn cho ngon để ham mê. Mà khi quý vị mình ra được như vậy đó, thì quý vị là một người dễ nuôi. Khi một người mà dễ nuôi đó, ai cho ăn gì mình cũng ăn, ngon cũng ăn, mà dễ cũng ăn. Ăn để nuôi mà thôi, ăn để mà nuôi sống cơ thể này, để mà sống, để mà tu tập phạm hành. Thì quý vị thấy đó là ông chồng mà vậy tỉnh là bà vợ sướng nguyên và mà bà vợ thì thật ra là ai cũng ai một động vợ cả à, người ta là chỉ có thể là đi cái tay nghề cũng có lợi thôi, chứ con thực sự đó là ai cũng muốn là nấu một bữa cơm cho bằng ngon, cơm ngon canh ngọt cho gia đình ăn. Bây giờ sự giả sự cái mời không đỏ mà tinh cơ một vài buổi nấu ngon, một buổi nấu vợ thì mình nên có đựng dành như chế nấu chứ bây giờ quả tốn cho bán á, đi mặc áo đi ra đường không mở á. À, thì quý vị thấy cái công mình chỉ ăn thôi mà mình không còn bực bội với cái công người ta nấu. Thì á, thành ra đó là mình khi một người mà sống mà không còn nằm về tham dục, không còn nằm về ái dục, về cả cái dục ở bên ngoài đó, thì quý vị cái đời sống quý vị rất là nhẹ nhàng thanh thản. Quý vị bật đi ra một và quý vị sống dễ dãi lắm gì mà người mà dễ nuôi là dễ có hạnh phúc. Quý vị thấy và mình tập làm sao mình ăn á, khi mà ăn ngon thì cũng đừng một khởi tâm tham, mà ăn dở đừng một khởi tâm sân. Và làm sao để tập như vậy thì chỉ quản thôi, mang một chút cái thể nó mang thôi, mang cái tinh thép được có à, để biết nó là cái tinh thép muối vô nó chua quá à, thì mình cho muối mà đừng cho mà nó mang quá thì mình cho bắt chút chấm vào, bởi vì đấy mình có thể chế biến làm sao để mình có thể sống nuôi mà thôi. Người mà dễ nuôi dễ dàng như vậy đó thì sống dễ được, người ta thương và mình dễ thích nghi được mọi hoàn cảnh. Người ta nói là người á, người mà biết trí thức á thì dù nằm dưới đất á cũng thấy vui, mà người không biết trí thức á dù cho là đứng dưới tới quả trên trời sống cũng không có thể vừa ý. Quý vị thấy đúng không? Người mà họ khó tánh á thì dù họ tới được quả trời họ không có lý do để họ chết à, mà còn người mà dễ nuôi á thì cho cháu năm gì đấy, con nói thích có cái chỗ mà năm con hứng có chỗ à, nếu có những muốn có chỗ con không phải môi buồn môi thì sao, thì nhất định năm gì đấy mình có cái chỗ để mình ngả lưng mình ngủ, và ý chí mình bỏ dơ để ngủ, có người họ còn dơ để ngủ được thì sao. Thì khi mình suy nghĩ như vậy, đó là cái suy nghĩ khiến cho mình đi tham á, thì cả đời vẫn đang chẳng tư duy. Khi bị vì tham muốn cũng đương nhiên đó, và mình thấy rằng thì chiều nay đi mình đi tham muốn là làm khổ mình khổ người thì mình bỏ. Như vậy là lý dục á ta bỏ bớt cái tham dục á, tâm định mắc với những cái dục lạc ở bên ngoài đó cũng là buông rồi ha. Bây giờ qua trị tuệ ba la mật, bây giờ trị tuệ mình buông thì đi nè,
buông bỏ đi, buông bỏ vô minh, si mê. À, thì á, quý vị thấy á, thưa cái trí tuệ á, thì buông bỏ những cái kiến thức, quý vị thấy á, ngoài đời đó, mình thấy bốn kiến thức bao bên chó là trí tuệ rồi nha. Mình kiến thức ngoài đời là gì? Con là phải mượn thôi. Mình đọc cuốn sách hay, mình có được cái gì đó, mình có được vài kiến, mình đi học, mình có được một vài kiến thức con chó là của mình. Mình cho lại thật sự là mình vay mượn. Ngay cả chữ tăng nha, chữ tăng có những người học thiệt là giỏi, thậm chí học học là coi như là cố gắng học làm sao mà hơn vị kia học á. Mình giỏi là mình đọc nhiều bộ lần hơn, mình đọc nhiều chủ giải hơn, rồi là khi mà gặp nhau là đặt ra những câu hỏi để thách thức cái vị kia. Nếu vị kia mà không trả lời được á thì vị kia sẽ bị xấu mặt, mình nói ra không học nữa. Tới đã có trường lớp, có đã có một vài trường hợp ha, là những vị giảng sư đó mà khi mà lên mà gọi là debate, bên giống như bên thế đàn người ta hay debate á, bên năm năm của mày gọi là trong đó gọi là gì, vấn đạo Phật pháp đó. Thì thật ra vấn đạo Phật pháp á, mà nếu như tinh thần mà hay á, rất là hay. Tức là những người nào chưa hiểu cái gì đang ra hỏi thì người đọc nhiều hơn thì sẽ trả lời. Thì thường thường hoặc là mình biết rồi nhưng mà mình vẫn đặt câu hỏi để xem được vị kia có thể biết nhiều hơn mình không để mình học, thì tư tưởng đó là hay. Nhưng mà ngược lại vẫn đạo Phật pháp có một số người đó đem những câu hỏi khó và trong đó có cái bẫy đầy bẫy trong đó là để cho vị kia trả lời sai. Và khi vị kia trả lời sai là bắt đầu hạ ý tưởng gì đó trước mặt các Phật tử. Không phải thời bây giờ đó quý vị, nếu như quý vị đọc kinh ví dụ phóng lặng á, thì trong đó Đức Phật có nói rằng đó, có những người học Phật pháp mà để là có kiến thức nhiều, ra để biết ta, để mà thấy để đi lý luận tranh luận và để ta đi giỏi hơn người, mà không phải để tu tập giải thoát. Cho nên vì đó đó, mặc dù học Phật pháp mà không có cái lợi ích gì cả, không có tới giải thoát, bởi vì họ học để họ tích lũy kiến thức, và từ cái tích lũy kiến thức đó người ta ngạ mạn về cái kiến thức này, người ta đi đấu tranh đấu đá lẫn nhau. Quý vị thấy ngoài đời rất là nhiều trường hợp này, ngay cả trong Phật pháp cũng rất là nhiều trường hợp này, phải không? Cho nên ví dụ Đức Phật ngài ví dụ những người bắt rắn, người bắt rắn đó, mà nếu như mà không bị bắt, ví dụ như là bắt rắn nó bắt ngay cái đuôi của nó bắt con rắn nó bắt ngay cái đuôi thì nó sẽ quay cái đầu lại nó cắn cái người này liền, cho nên người này sẽ bị cắn, có thể bị bình và sẽ bị chết. Hoặc là bắt, nếu như bắt mà ngay cái bụng của nó đấy nữa đó, nó cũng có thể quay lại nó cắn. Người mà bắt rắn kinh nghiệm á là họ phải có cái đồ nghề, họ có một cái chìa. Đầu tiên họ thấy con rắn á là họ lấy cái chìa, họ chặn cái con rắn xuống trước, họ chặn con rắn cổ định nó, xong rồi họ mới lấy một cái tay họ bắt cái cổ con rắn, họ nắm cái cổ con rắn đó. Thì khi mà họ nắm ngay cái cổ con rắn thôi, con rắn nó chỉ giúp những ngoan ngoãn cho nó không thể quay lâu lại để mà họ nó cắn con người này được. Thì ngài dùng cái ví dụ này để ngài nói rằng dù là học Phật pháp mà nếu học không đúng cách thì ngay cả biết Phật pháp mà nó cũng không giúp ích gì cho mình, tầm chỉ quay ngược lại là hại mình nữa. Là vì học Phật pháp là để tích lũy kiến thức, để đi khoe khoang, để đi đấu tranh, thì cũng như bị rắn cắn thôi. Còn cái người mà học Phật pháp đúng cách ấy, thì học là để tu tập, đầu tiên là tu tập cho bản thân mình được sự hiểu để giải thoát, và sau đó để giúp đỡ người khác, thì gọi là bắt rắn đúng cách, học pháp đúng cách. Cho nên á, trí tuệ thì không phải là tích lũy kiến thức. Nhiều người thì cho rằng là mình học cho cao, biết cho nhiều, nhưng mà cái đó là gì? Chỉ là mở kiến thức ở trên ngôn ngữ, trên khái niệm thôi. Vì pháp Đức Phật là có ba giai đoạn: pháp học, pháp hành và pháp thành, thì nó mới qua ra thành tựu. Còn mình mới học lý thuyết thôi thì chỉ là mới giai đoạn một thôi. Bây giờ giai đoạn hai là phải có pháp hành chứ. Bây giờ học phải kiên trì, thì bây giờ mình phải vô nó xuống mình hành kiên trì, chứ không phải chỉ thuộc bao nhiêu 40 đêm một cái đi qua cả giai đoạn sau nói văn tắc mà không bao giờ ngồi xuống hành cả. Thì cái đó thì chưa phải qua đến trị về, mà chỉ là một kiến thức, mà thật ra kiến thức chỉ mới 1/3 thôi. Rồi ví dụ như học thiên quán, thiên tử niệm sử, mình đọc cái thiên tử niệm sử lâu lâu luôn, thân niệm thân thể quán thân thể nào quán thọ quán tâm quán pháp, đọc nó rất là thuộc, bao nhiêu chi pháp thuộc cả, mà không bao giờ ngồi xuống, hoặc là trong cái đi cái đứng mà chiều có quan sát cả, thì người đó chưa có học hành thì không thể nào có học hành được. Cho nên đó là cái kiến thức mình phải quay dần, cái kiến thức mà mình tích lũy đó không phải là trí tuệ.
Mà chỉ về là cái thị hôn nhiên trong sáng, cái thị như thật, thị mọi vật như chúng đang là, mà không có thêm cái ảo tưởng cho là nó phải như thế này, rồi muốn nó phải là như thế này á, hoặc là nghĩ rằng nó sẽ là như thế này đó ha, cho là phải là sẽ là, tức là mình cảm thấy tư kiến tư dục của mình lên trên sự thật. Còn thật ra các tập nào muốn mình thôi, thấy sao thì thấy vậy thôi. Mình thấy một cái ngày á, thật cái thấy của Paramattha đó là chỉ thấy sắc pháp thôi, mà nó chỉ là một cái sắc pháp. Thậm chí đó quý vị biết, ví dụ như cái thấy của một, mình thấy một cái gì đó, mình phải thấy có hai cấp độ, gọi là tục đế và chánh đế. Tục đế là khái niệm ha, và chánh đế là thực tánh. Mà khái niệm mà nó không có danh khái niệm và nghĩa khái niệm. Các quý vị ở đây ngay là quý vị ở đây là học cái nhiều khó rất là nhiều rồi, cho nên phải khái niệm chánh đế tục đế chắc là cũng rành ha. Thì á, như vậy là danh khái niệm ha, thì nó có 6 loại danh khái niệm, nó có 7 loại là nghĩa khái niệm ha. Thì ví dụ như danh khái niệm nó đến ngoài thôi, khi mà mình biết mình nghe một cái vật gì đó, mình đầu tiên mình tiếp xúc vật gì thì mình hay hỏi vật cái tên gì, được không? Quý vị hỏi cái tên trước và quý vị nhớ cái tên đó trong đầu đó. Ví dụ như đây là cái cây ha, cây bonsai, ví dụ vậy đi. À, đây là cái bonsai, đằng sau quý vị gặp lại hay là cái tên nó xuất hiện lên liền, thì đó là danh khái niệm. Tên là cái tên khái niệm. Bây giờ vật khái niệm hay nghiệp khái niệm đó, tức là những cái hình dạng ở bên ngoài, như là màu sắc này, màu sắc, hình dạng, rồi là phương hướng ha, rồi hình thức, thì tất cả những cái đó đó qua những giải trình với nó bạn ra là chánh đế. Vì sao? Bởi vì những cái đó là do khái niệm có người đặt để thôi. Màu xanh là do bên ngoài thôi, cái có chỗ khác ngoài màu, họ có khó ngoài màu xanh, họ ngoài là green ha. Ví dụ vậy, cái cái khái niệm họ có dài hay ngắn, to hay nhỏ, nó là khái niệm. Ví dụ như quý vị thấy tượng Phật này ha, mà để ở đây thì mình nói tượng Phật này so với tượng Phật đó, thì khi đó quý vị mới nói tượng Phật này nhỏ chứ, thì quý vị nói tượng Phật đó to. Bây giờ nghĩ như một mình cái tượng Phật này thì nói to hay nhỏ, nó đó cũng chính xác, bởi vì to thì nhỏ tùy theo mỗi người thôi. Nếu như bạn có tượng Phật này to hay nhỏ, nếu như quý vị nghĩ là cái tượng Phật mình đeo cổ thì quý vị nói tượng Phật này to, hoặc ở nhà quý vị có cái tượng Phật nhỏ hơn thì quý vị nói cái này to. Như vậy to là khái niệm, to hay nhỏ là khái niệm, cái thật sự nó không có cái to hay cái nhỏ, mà nó mang cái tính so sánh. Như vậy đó là những cái khái niệm thôi. Còn cái thực tánh là gì? Thực tánh á, nó tức thực tánh pháp của cái này, nó chỉ là sắc pháp, mà sắc pháp của nó chỉ có là đất nước lửa gió thôi. Vậy thì á, dù cái tượng Phật này cũng đất nước lửa gió, cái cây này cũng đất nước lửa gió, cái này cũng đất nước lửa gió, cái này đất nước lửa gió, vì thế tất cả đất nước lửa gió thì nó là thực tánh. Cho nên khi chúng ta mà thấy một cái gì đó, thì chúng ta với một cái trí tuệ đó, khi chúng ta không có thấy, chúng ta phải thấy rất là thấy nó là đầy đủ hết. Thì cái này sẽ đi vào cái phần chân thật ba la mật đó, thì sẽ nói rõ hơn về cái chân thật. Nhưng mà ở đây trí tuệ đó, trí tuệ tức là chúng ta buông bỏ bớt những cái hiểu biết sai lầm, chúng ta buông bỏ những cái kiến thức mà mình cho rằng là nó là cái là chắc thật á. Bởi vì những cái hiểu biết của mình á, quý vị thấy vừa thì nhất là nó vay mượn kiến thức của mình, vừa có thể là vay mượn, vừa những cái kiến thức đó chứ phải khi nào cũng đúng. Những cái kiến thức quý vị thì ngay cả những cái kiến thức về khoa học á, những cái định luật về khoa học, những phát minh khoa học bây giờ là người ta cho là đúng, nhưng mà chỉ cần vài trăm năm sau nó là sai. Cho nên là chúng ta với trí tuệ, chúng ta phải có cái sự thấy biết nhân thật và bỏ bớt đi những cái hiểu biết sai lầm, những cái vô minh, hay thì gọi là buông bỏ những cái đó, buông bỏ sự vô minh, sự hiểu biết sai lầm, và để có cái thấy biết nhân thật như chúng ta là. Đó là cái ba la mật thứ tư ha. Bây giờ có ba la mật thứ năm là gì? Tính tận ha, tính tận ba la mật. Bây giờ tính tận nó bỏ cái gì? Bây giờ mình tính tận ba la mật, mình muốn bỏ cái gì? Muốn bỏ sự lưu biển, sự phẩm, sự giải đại quá. Thì cần tính đó thôi. Vì thường có lần mình hay lưu biển, hay giải đại. Cho nên bây giờ mình bỏ bớt cái gì giải đại lưu biển thôi, thì cái việc gì cần làm thì mình cứ làm. Tới việc tới bỏ. Quý vị thấy ra nó tính tận, không có nghĩa là lắng xăng. Tạo cái việc mà làm. Nhiều khi mình lắng xăng, mình cứ tính tận quá đáng đó. Mà
còn thấy mình những như mà tính tận mới còn thấy người ta kiểu á là đi sai thì càng mệt nữa đó, đi càng sai nữa. Cho nên tính tận ấy có nghĩa là buông bỏ bớt thì cái buông lung phẩm dật thôi. Mà khi mình không còn buông lung phẩm dật nữa, mình quay trở lại thì tính tận có nghĩa là quay trở về lại với thực tại đang là thôi. À, quý vị thấy không? Mà có bình thường mình hay buông lung phẩm dật, mình suy nghĩ bên ngoài, mình suy nghĩ mình cứ là lắng xăng. Bây giờ mình buông bỏ hết, mình quay trở về và thực tại. Vì khi quý vị quay lại là thực tại thì quý vị đáng thở, quý vị tròn vẹn một cái thở. Đáng đi thì tròn vẹn một cái đi. Đáng làm cái gì thì quý vị tròn vẹn một cái đó. Quý vị tính tận hết. Chứ có nhiều người không có nghĩ rằng tính tận là phải biết làm cái gì ghê gớm ha, phải siêng năng ghê gớm, không phải. Vì dường như mình đang là một cái người đầu bếp thì mình tròn vẹn về công việc đầu bếp. Mình đang là một cái người kỹ sư thì mình tròn vẹn về công việc của một kỹ sư. Thì quý vị mình làm tròn vẹn thì quý vị tính tận trong công việc thôi, siêng năng trong công việc thôi. Trong một cái công sở thì quý vị thấy rằng người ta đâu có đòi hỏi mình phải làm quá sức của mình. Chỉ cần người nào làm tròn cái phân biệt của người đó đó, người đó đã là một mừng rồi đó. Còn nếu như họ làm tròn những giờ mà khả năng họ con họ làm nhanh thì họ làm nhanh mà biết thương người ta giao việc, người ta đã tính cái năng suất của mỗi người làm thì có biết đó là vừa đủ 8 tiếng đồng hồ. Nhưng mà có những người thì ai thì cần làm tròn như vậy là người đó đã có sự siêng năng đủ mức. Còn ai mà làm không xong thì bảo người là lười biếng đi nữa. Và hấp trong sườn quý vị thấy rất là rõ, họ giao cái năng suất một ngày quý vị, một giờ quý vị phải làm bao nhiêu sản phẩm, họ đã tính hết rồi. Cho nên người nào mà làm không trong xong trong tức là đó là người đó lười biếng. Người nào mà làm xong tức đó là người đó là siêng năng vừa phải. Còn người mà làm nhanh hơn nữa, làm quá mức phải thao đạt có 50 cái mới làm thành 70 cái, người đó phải năng siêng năng còn hơn nữa. Thành ra tính tận không phải có nghĩa là mình cái gì sai sai, mà mình tròn vẹn với việc mình đang làm, làm hết năng suất của mình thì gọi là tính tận hơn. Thì mình muốn bỏ cái lười biếng để giảm đạt thôi. Ngay trong sự tu tập cũng vậy, tính tận không còn nghĩa là mình phải quá cố gắng quá mức. Khi mình cố gắng quá mức á, quý vị sẽ bị căng thẳng. Có nhiều người hành thiền cũng bị căng thẳng lắm. Vì khi quý vị vào ngồi thiền á, mà quý vị cố gắng làm sao để đạt được cái trạng thái yên tĩnh á, trạng thái yên tĩnh á, mà quý vị càng cố gắng thì quý vị sẽ thấy nó lại càng khó định. Vậy thì bây giờ tính tận cái gì? Muốn thể cái dẫn là chạy đã đi, chúng ta chỉ trở về một cái thực tài tròn vẹn một cái thực tài đó. Chỉ tự nhiên cái đó nó yên liền. Mà nếu như tỉnh tận tấn tận mà quá mức thì nó sẽ đi tới cái sự là vòng đầu và nó sẽ đi ngược á. Và nên tấn tận vừa phải thôi. À vậy ha, vậy nên tấn tận là phải thêm. Thường mà nghe tấn tận là thêm nha. Tấn tận là phải làm thêm, ráng làm thêm, nặng làm thêm, ráng tốn thêm cho nó được. Mà ráng đó là bản ngã. Thì đi để ý chứ. Ráng ngồi cho nó một bây giờ ngồi một tiếng ngày mai luôn chứ được 2 tiếng. Ngày một ngồi cho được 3 tiếng. Ngồi cho được như để làm gì? À. Mà thật ra tính tận thì buông lung á, đừng có buông lung nữa. Vậy đi, ngồi một tiếng cũng được. Đi giờ đi duyên thôi, có đi giờ một tiếng thì ngồi một tiếng, mà không có đi giờ đó phải biết đâu cấp, nó không biết đâu cấp. Nên không có bắt buộc ai phải buông lung, không có cái gì phải bắt buộc bên mà mình cứ tính tận theo cái kiểu đó đó. Mình muốn cái này thì mình sẽ không muốn cái kia. Quý vị thấy không? Mình cứ muốn ngồi thiền thôi đó. Có như người chỉ muốn ngồi thiền thôi, cho nên chịu làm việc nha, cảm thấy khó mệt lắm. À, và mình sẽ lừa cái việc nha của mình qua cho người khác làm để mình được đi ngồi thiền. Mà mình nghĩ là mình tính tận. Thật ra cái đó, nó là một cái gian cảnh của bản ngã, cái tham của bản ngã đó. Còn bây giờ ngược lại đó, mình tính tận tức là gì? Mình tròn vẹn về cái việc mình đang làm và mình biết rằng giờ này là giờ mình cần phải làm cái gì. Thì mình là tròn vẹn về cái đó thôi. Giờ này là giờ đi nấu cơm thì tôi đi nấu cơm đi. Mà trong nấu cơm mà tròn vẹn đây đủ thì nó cũng đi, có đi dùng bao la mật trong hết chứ. Chứ không phải có vô thiên mà có bao la mật, quý vị thấy không? Bao la mật là cái tấm của mình, tấm buông bỏ. Còn đây không, còn cái tấm của vô thiên mà cái tấm không buông bỏ thì chưa chắc. Là giờ đó có bao la mật. À, cho nên à, tính tận là mình muốn bỏ một cái giải đại cái phẩm dịch ha. Rồi tiếp theo là nhận lại bao la mật. Nhận lại thì mình muốn bỏ cái gì? À, muốn bỏ sự đổi kháng, sự sân hận đó. Cho nên nhận lại mình bắt tâm người ta dịch tin nhận nhục á,
Còn bên nam tông thì dịch là nhận ngày. Thì chữ nhật nhật á, trong đó mình thấy là có cái ý là có cái chữ nhật trong á, có vẻ tính kiện trong á. Còn cái nhật ngày nó rộng hơn nữa. Nhật nhục tức là chỉ có cái mang tính cách xã hội, mang tính cách bản ngã mà có cái nhục. Còn cái nhật ngày là gì? Mình nhận được những điều khó sự khó mà mình khó chấp nhận. Ví dụ như thấy cả động nóng mà làm mà mình chịu được cũng là nhận ngay. Đói khát mình chịu được cũng là nhận ngay, mà đói khát nó còn nhục, nóng là nó còn nhục. Thế nên chỉ nhận nhục á, mình sẽ làm cho cái nghĩa của tư nó hẹp đi. Còn mình dùng cái tư nhận ngay thì nó sẽ rộng ra. Tất cả những hoàn cảnh, những đối tượng nào mà khiến cho mình khó chịu mà mình vẫn chịu được, mà chịu được mà không có sân hận, không bực bội kia. Còn chịu được mà sân hận bực bội thì chưa phải là nhận ngay. Vì vì thấy đó có nhiều người đó, người ta chửi mình cũng rất là sao, nhưng mà rãn không có chửi lại. Thì cái đó đó chứ phải là nhận ngày, nó mật ra đó hả, chứ phải là nhận ngày chỉnh nghĩa đó. Mà khi mà nhận ngày đó, tức là trong đó là mình không nhận ngày được chỉnh nghĩa, nó không đổi khác nhé. Thế nên người ta chửi mình không đổi khác, mình không khe cái gì, người ta chửi đúng á, người ta chửi cái chuyện của người ta trong định chung mình hết. Nhờ suy nghĩ như vậy mà mình sợ mình chịu được. Mà bởi vì thấy là chỉ cần nhận tư duy thôi mà mình có thể làm được chuyện đó. Vì sao? Thường là người ta chửi đó mình thấy nhục nhục á. Mình cứ là nhục mà nó lắm mà đó. Mình cảm thấy nhục. Rồi tới nó chửi mình đồ muối như bò, đồ muối như trâu, đồ thất học, đồ con nhà không ai này. Mình mà nghe tới đó là mình thôi, mình mẫu mình lên tới trong nhau ra, là mặt mình phừng phừng rồi đó. Nó chửi mình con được, nó chửi tới cha mẹ mình nữa, nó chửi tới thầy tổ của mình nữa đó. Thôi căng chịu không nổi đó. Nhưng mà mình suy nghĩ là này, người ta chửi thì chỉ là quyền của người ta. Người ta ai cũng có quyền tạo nghiệp của mình cả. Và người đó là họ đang bị sân hận chi phối, đang bị vô minh chi phối, cho nên là họ chửi thì họ đang tạo nghiệp. Thì mình, cái mà mình nhận đấy là cái quả của mình phải trả. Tự nhiên mà mình người ta tự chửi như vậy đó, nghe những cái ống thanh mà không hay á, cái đó là quả bất thiện vô nhân. À, quý vị nhớ không? Quả bất thiện vô nhân, khi mình học ở trong tự tạo các cái loại tâm vô nhân á, thì có cái loại quả bất thiện vô nhân á, là mắt phải thấy những cái thứ, cái cảnh không đẹp, tai nghe những tiếng không hay, mùi những cái mùi không có thơm, thơm dễ chịu đó, lưỡi phải nếm những cái vị mà khó chịu á, thì đó đó gọi là quả bất thiện vô nhân. Cái quả của những cái tâm bất thiện trước đó mà mình đã làm, bây giờ mình chịu. Ngược lại đó, mình được nghe những tiếng hay, mình được thấy những cảnh đẹp, mình được nếm những cái vị ngon, mình được ngửi những cái mùi thơm, đó là quả của những tâm thiền được đây mình đã làm. Vậy thì tự nhiên mình, người ta chửi mình âm thanh rất là khó chịu, thì mình biết rằng mình đang hưởng, mình đang có là tâm quả bất thiền vô nhân đó. Thì vô nhân tức là không có tham sân si ở đó. Khi mình nghe tai mình mà nghe cái tiếng đó, không có cái tham sân si gì hết. Nhưng mà bây giờ thì phản ứng tiếng khác của mình này, nó chửi mình, nó chửi cha mình, nó chửi mẹ mình, có cái túi trong á, có cái mình và của mình trong á, cho nên mình phải có cái bản ngã, cho nên mình phải đi đụng đó, mình phải nổ sân. Còn bây giờ nó bị suy nghĩ, họ chửi chỉ là âm thanh thôi. Âm thanh đó là lỗi chỉnh chứ mình đâu đó, âm thanh chỉ là âm thanh, và họ chửi là nếu cái tên đó thôi, chỉ là cái tên thôi. À, âm thanh, tên vậy thôi, mà thậm chí á, để như mình suy nghĩ, mình muốn cái để mình tiến bộ, mình mới bây giờ mình chỉ nghe thì họ chửi trong nội dung đó có mấy phân đúng và mấy phân sai. À, khi mà nói chỉ nghe âm thanh á, ví dụ như là chỉ là âm thanh thôi, chỉ là ngôn ngữ thôi, thì đó là mình hiểu theo Paramattha, hiểu theo chân đế thì cũng giúp cho mình không còn khởi tâm sân. À, bây giờ mình hiểu theo chỉ định này, theo chỉ định thì mình coi à, vậy thì những cái điều họ chửi đó đó phải như đúng hay như sai. Nếu họ chửi đúng là bởi vì mình đã từng xúc phạm họ, mình đã từng làm cho họ đau khổ, bây giờ họ chửi thì phải rồi, mình làm sai họ chửi thì phải rồi. Còn mình không làm gì cả, họ phục vụ không, thì đó là nghiệp của họ chứ đâu phải của mình. Vì vậy là mình không làm gì cả mà người ta phục vụ không, chứng tỏ là cái chuyện đó là hoang con chuyện của người ta trong chính trị tình mình hết, cho nên tự vì cũng không sân. Còn đến khi người ta mình làm sai, người ta chửi thì đúng rồi, cho nên mình cũng không có sân. Vậy thì mình suy nghĩ như vậy, cho nên mình cái gì mình cũng không có sân hết, thì suy nghĩ mà không sân là chẳng tư duy rồi. Và khi quý vị không sân, và cho nên quý vị không đổi khác, thì ngay khi rằng quý vị là có sống nhân nai thôi. Như vậy nhân nai nó muốn bỏ sự đổi khác, mà muốn bỏ sự đổi khác thì chúng ta nhìn rõ vấn đề,
để không có cái gì ta và của ta thì không có đối kháng với ai cả. Bởi vì càng bỏ cái ta của ta nhưng thì bị đối kháng càng nhiều. Bởi vì để xem thì mình chỉ đối kháng cái đúng với bản ngã của mình thôi, đúng cái ta và của ta không không. Ví dụ như ha, quý vị thấy là hàng ngày có bao nhiêu người chết, các bạn đâu có buồn, mà chỉ cần trong nhà mình có người chết các bạn buồn, phải không ạ? Bên có cái gì của ta không á, có cha của ta, mẹ của ta, con người kia cũng chết, sao tính buông với họ không phải của ta? Và như vậy vấn đề của mình là của ta, chứ không phải vấn đề là chết. Thì chết khác là chết hết. Cho nên ở đây để làm sao để chúng ta không đổi kháng, không đổi kháng, không có bản ngã, không có đổi kháng. Mình là không có bản ngã, ai cũng kêu tên mình chửi thì mình ngồi mình cười thôi. Họ kêu cái tên nhưng mà đi đó nữa, đó là ông thanh, mình ngồi đây, họ chửi không làm mình đâu. Mà mình đau là bởi vì từ mình đến vào, mình vỡ vào, mình ra từ, mình làm cho mình đau, chứ bạn người đó làm cho mình đau. Mình đừng đổ thừa nè, bởi vì ai làm cho ta làm cho mình đau, bởi vì để xem ai làm cho mình đau thật sự. Mình á, hả? Trừ khi người ta cầm cái rối đẳng của người mình đau thiệt á. Cái rối đẳng thì đau thiệt á. Và mình nói người ta làm mình đau đó, thật ra là người ta cũng chỉ là phương tiện để mình trải nghiệm thôi. Vì để ý xem, nếu như mình không vào cái nhân bất thiện trước đấy thì mình cũng có bị cái quả là bị người ta đánh đúng không? Cho nên mình bị đau là tại phải vì có người đánh. Cho nên người kia chỉ là phương tiện để mình trả quả thôi. Có người nào đánh người khác đánh hả? Tới khi lúc mình đâu trả quả thì có người nào đánh người khác đánh, mà không có ai đánh cái cây nó lật xuống nào 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 bác đâu nên là mình còn đau. Có trong trường hợp cái cây nó bao bao mình có chửi cái cây không? Mà vì sao chửi cái người đó? Quý vị thấy không? Mình không có thấy rõ, cho nên mình nghĩ cái người đó là tao, cái nhân tao mình đó, cái thật ra người đó chỉ là cái duyên để mình trả nghiệp. Mà mình cứ đổ thừa người ta. Rồi chỉ trong trường hợp cái cây thì sao? Cái cây nó làm mình đau thì sao? Có nhận có đọc cái cuốn sách mà một ngày sang đi đi ba mà ngày phân tích cái chuyện này, ngày nói là khi một người lấy cái roi mà đánh vô mình mà mình đau thì mình giận cái người đó, mà mình không có giận cái roi, mà trong khi cái roi mình làm mình đau chứ, cái roi mình đụng vô người mình chứ cái người đó đụng người mình đâu. Mà thật sự thì người mà điều khiển cái roi á cũng không phải người đó, mà chính là cái tâm sân của cái người kia. Suy cho cùng là chỉ có tâm thôi, giống mọi người chỉ có tâm, tâm sở, sắc tạo, cái quan bốn cái cả gọi là bốn pháp chánh đế thôi. Mà mình đau người này người kia, rồi mình hận người này người kia, cuối cùng mình hận là hận cái tâm sân cái kia. Vì cái tâm sân đó mình khiến cho cái người đó diệt được đạo mình, mà thật ra cái tâm sân người đó là chuyện của người kia. Còn phần còn việc về việc mình đó là vì mình đã vào cái nhân bất thiện trực đấy, cho nên phải cái gian không trả quả. Khi mình bị vì con nghiệp thì mình biến đổi khác nữa. Ai mà tao nhiên mình biết rồi, mình trả quả đó. Thì trả quả thì mình trả quả thì đừng có cộng thêm. Còn mình trả quả mà mình lại cộng thêm. Cộng thêm là vì mình chấm, rồi mình chịu đái, mình đánh lái như vậy lên. Là mình bây giờ mình muốn trả quả thêm cho nó khỏe đi ha. Mình đang còn ăn có âm. Bây giờ mình trả quả thì từ lên trở cái số 0 ha. Bây giờ mà mình lại cộng đánh có nửa thì cái âm căng xuống nữa. Mình cộng thêm bao. Nờ căng trong chất. Mình trả nợ thì mình trả cho hết đi. Rồi đấy là mình đang vừa trả nợ rồi vừa lại còn thêm vô. Bằng cách là phải làm người ta, chỉ làm người ta đó. Cho nên nhận này ra từ bỏ sự đổi kháng. Không thêm gì hết nha. Vì vậy cũng thêm gì hết đó. Thế lâu nay mình thì tôi nhận dụng tôi ráng, tôi cố gắng, tôi giữ lấy kia. Cái ráng để mà cố gắng, tôi giữ là bạc ngã. Rồi dần trong lòng không giảm mọi sắc cũng là bạc ngã. Các bạn ta sẽ con mà bây giờ mình suy nghĩ mới đúng á, ta từ đâu nó không đổi kháng thôi, cho nên mình hiểu rõ vấn đề, cho nên mình thấy không có nhân không có ngã không có gì cả, cho nên có gì đâu thì tất cả chỉ là tiến trình nhân sinh nhân quả và sạch ra thôi. Thì mình tu như vậy là buông, tức là thật sự buông. Rồi bây giờ tiếp theo là chân thật và la mật. Chân thật thì buông bỏ cái gì? Buông bỏ sự dối trá, chân thật là sự buông bỏ sự dối trá, sự giả dối. Thì đầu tiên là những cái điều này dối thì mình bỏ.
mà những cái điều này dối mà mình bỏ thì đó là một cái phần mới, phần bắt đầu rất là nhỏ thôi. Mà chân thật bao lâu mà cái đấy đó, là mình phải thấy rõ chân đế, thấy rõ thực tế. À thì khi đó mình mới luôn luôn sống được với sự chân thật. Còn bỏ khi đó là mình không nói dối, nhưng mà những điều mà mình hiểu chứ chắc là thật. Cái thật của mình chỉ là cái thật tương đối thôi, chứ không phải là cái thật tuyệt đối. À mà nên chân thật bao lâu mà con phải thấy được cái thật tuyệt đối luôn. Cho nên hồi nãy chứ cô mà nói chơi tới chân đế đâu, cái cô nói là cái chân thật bao lâu mà là làm sao mình nhìn vào một cái gì đó, bất cứ một vật nào, một đối tượng nào, mình phải thấy được hai cái là chân đế và thực tế. Còn bình thường mình chỉ thấy thực tế thôi, mà nếu như mình chỉ thấy thực tế thì cái thấy của mình nó sẽ rất là hạn hẹp. Ví dụ như thấy thực tế là sao, mình nói rằng đây là cha mình, đây là mẹ mình. Thì khi mà cái tục để như vậy thì quý vị rất là dính mắc vào cha mẹ. Đã ra cha mẹ mình rồi thì ai mà đụng tới vẫn không được, ai mà chửi nó không có được, không? Rồi á, cha mẹ là mình muốn cha mẹ phải sống đời với mình, cho nên cha mẹ mình chỉ cho mình thương đấy lắm, mình khổ lắm, mình khóc sướt mướt luôn. Thì á, rồi á là có bên, thậm chí mà bên tàu ngày xưa là quý vị thấy á, thu cha là phải trả ha. Nhiều khi cả cuộc đời của họ đó mà chỉ để sống mà để trả thù thôi, là vì họ đã họ bị dính vô những cái khái niệm tục tế của người đời, nói rằng thù cha là phải trả, mà cho rằng cái đó là sự thật là đúng, không có thể được cái chánh đế mà sống một cái tục tế, cho nên là tạo bao nhiêu cái nghiệp bất thiện mà không biết. Còn bây giờ cái chánh đế thì mình hiểu thế này, tuy tục tế là cha mẹ mình không phủ nhận, ngoài đời người đó là cha mẹ mình, mà bộ phận đối với cha mẹ ngay cả Đức Phật ngay cũng phải dùng tục tế khi ngay giảng dạy nó, ngay cũng dạy trong kinh Sikalovada Sutta đó, là giáo giới Thích Ca Lao Việt á, ngay bậc dài này cha mẹ đối với con cái có bao nhiêu một phần, rồi con cái đối với cha mẹ có bao nhiêu một phần, chồng đối với vợ, vợ đối với chồng. Cho nên á, một người giải thoát không còn nghĩ rằng là chỉ sống với chánh đế, mà họ vẫn phải thấy tục đế nữa. Vì vậy cho nên chúng ta hiểu tục đế là đây là cha mẹ mình phải hiểu thảo, mình phải có trách nhiệm nuôi nấng, thì đó là tục đế. Nhưng bên cạnh đó mình phải hiểu chánh đế rằng cha mẹ cũng chỉ là ngủ quần thôi, cũng chỉ là danh sắc thôi. Và thật ra một cái đời này mình không chỉ có hai vị cha mẹ này, mình có rất là nhiều vị cha mẹ khác trong quá khứ. Quý vị thấy mình sanh từng lúc hồi được bao nhiêu kiếp thì bao nhiêu chủng sanh từng mà cha mẹ của mình, chẳng phải chỉ có hai vị này thôi. Và vì vậy đó, và mình mà gặp lại vị này là do cái nhân viên với nhau gặp lại, rồi hết đời này thì mình sẽ gặp những vị khác nữa. Cho nên mình không tự dính mắc một cái chuyện cha mẹ. Một mặt mình vẫn làm nếp cả những cái hiểu thuật của một người con trong đời này, nhưng mà một mặt khác mình biết rằng mỗi người, mỗi chúng sanh đều là có, đều là một cái tổ hợp của một quần của chánh sắc, và ai có nghiệp của người đó. À, cha mẹ đó, giả sử như mà cha mẹ là thương con cái đi, quý vị rất là thương con của mình, quý vị muốn con mình là tốt đẹp, rồi là khi mà con cái của quý vị mà làm cái gì đó mà nó quý vị không có bông đồng, không có hạnh phúc, không nó làm được, ví dụ như đứa con nó không như mình mong muốn, bây giờ nó đi nghiện ma túy đi, nó đi theo bàn xấu, nó đi trộm cướp đi, thì khi đó quý vị sẽ rất là đau khổ với đứa con của mình. À, thì ba vì cứ nghĩ rằng nó là con của mình đó, thế nên quý vị vô cùng đau khổ, mà không giúp gì được nó là thôi quý vị tuyệt vọng luôn. Nhưng mà quý vị tới một lúc nào đó quý vị buông nha, quý vị biết rằng đó con của mình thật, nhưng mà nó có là nghiệp riêng của nó. Mình đã dạy hết sức, mình đã nói hết sức, đã giúp đỡ hết sức mà không được nữa, thì phải để cho nó đi theo cái nghiệp quả, nghiệp nhân quả của nó thôi. Phải để cho pháp dạy nó, phải để cho nó phải bị bình tâm, phải để cho nó bị tu đây. Chứ mình nói nó không nghe, cái đó qua nó để cho pháp dạy đó, pháp dạy nổi cho mình dạy không còn nổi. Người đó họ phải đi qua những cái đau khổ hết, khi đó họ mới nhận ra rằng mình làm như vậy là sai, họ mới tự sửa đổi thôi. Thì cái đó là mình phải thành cái chánh đế ở chỗ đó, không phải như là có một bên đó là một chúng sanh độc lập, còn một chúng sanh đi theo nghiệp quả của mình, không có vơ vào để mà đau khổ nữa. Thì như vậy chánh thật bác đó mình phải thấy như vậy, sống có cái sự thật, cả hai sự thật là tục đế và chánh đế, để cho chúng ta sống trong cuộc đời này mà Phật có ràng buộc của thế gian và có trách nhiệm, mà bên cạnh đại chúng ta vẫn có sự tự tại. Thế còn nếu không thì quý vị cứ bị ràng buộc hoài, quý vị không có lối ra.
Rồi như vậy đó là cả từ 7 đúng không? Đến tầng 3 là từ 7 đến từ 8 là quyết định ba la mật. Quyết định ba la mật hay còn gọi là chỉ nguyện ba la mật thì có đi gọi là Achikana Parami. Vậy thì quyết định ba la mật là mình bỏ cái gì à? Mình muốn bỏ cái gì? Quyết định đấy mà nói cho rõ là chỉ nguyện đấy. Chỉ nguyện ba la mật, một người lý tú đó mình phải có cái nguyện. Ví dụ như là nguyện làm Bồ Tát quả độ chúng sanh cũng là một nguyện. Hoặc là nguyện trở thành một vị Phật tôn giả, nguyện trở thành một vị A La Hán. Cái nguyện này mà để tỉnh ra thì muốn bỏ hơi khó nha. Và cái nguyện nó có nghĩa là muốn cái gì đó, phải gắn kết cái gì đó mà trong khi mình đến mọi ba la mật là muốn bỏ. Vậy thì cái nguyện như vậy mà phải sao để muốn bỏ được? Vậy cái nguyện này là muốn bỏ cái gì nè? Cố chấp. Hả? Cố chấp. Muốn bỏ vào cái chấp không, chấp vào cái chấn để đó. Bởi vì khi cái chấn thật cái tư, cái thật mà chuyển qua cái bá thì sao nha, cái chỉ nguyện này đó, nó còn phải có một sự vượt bậc á. Khi mà mình thấy ví dụ như á, có người họ tu tập, họ tới một lúc á, họ thấy tất cả không không, thấy cái chấn để đó, rồi lúc đó không có cha, không có mẹ, không có chúng sanh gì cả. Hay chỉ có là tâm tâm sở sắc phạm niệm quan thôi. Mà nếu như mình chỉ chấp có đó, thì cuối cùng nó mình cũng muốn làm như thế. Vì thế là có người mới tự hiểu, tự túc, tự một lúc nào đó bây giờ thấy cũng một năm như là cả. Thì cái nơi này có cái gì đó, có gì để các bạn hiểu đâu. À thì như vậy là mình sẽ bị chấp vào cái không, vào cái mà mình cho rằng là không có gì cả, là có cảnh không đó. Nhưng mà khi đó thì mình phải thấy rằng đó, tuy nói là rốt ráo đó thì tất cả không có gì cả. Nhưng mà trong ngoài đời này đó, ngoài đời này thì vẫn còn rất là nhiều chúng sanh đang đau khổ. Ngoài đời này vẫn còn rất là nhiều người cần phải có sự mình giúp đỡ. Cho nên mình phải phát nguyện à, trong những đó mình phát nguyện rằng đó là sẽ, mình phát nguyện rằng là trong khi mà mình còn sống ở đây thì mình sẽ giúp được gì cho chúng sanh thì mình giúp. Giúp với tinh thần là tùy duyên phần pháp, vô ngạo vì tha. Và vì vậy sẵn sàng đi vào phụng sự, sẵn sàng đi vào cuộc đời và hy sinh cái sự yên ổn bình yên của mình để đi vào làm Phật sự. Bởi vì đi làm vào làm Phật sự thì vì biết rằng là nó gian nan lắm. Mình đi làm đi, có khi quý vị đi làm từ thiện và cái tâm rất là trong sáng, nhưng mà vào mình gặp những cái người không còn trong sáng à. Ví dụ như có những lúc mình đi tới từ thiện á, mình đi tới cái xã nào đó mà mình phải liên lạc với những cái người mà họ nắm thì nhân sự hoặc là nắm thì cơ cấu trong cái xã đó, thì họ nói rằng là họ phải đưa danh sách cho mình, họ là cái người đưa danh sách cho mình chứ không phải từ mình đi tìm người. Để mình vì thường thường có người đó họ muốn rằng là họ đi thực tế, họ tới cái làng đó họ đi xem từng nhà một để xem nhà nào là nhà nghèo thật sự, họ lên cái danh sách thì danh sách đó mới chính xác. Nhưng mà khi tới cái xã đó đó thì xã đó là không, danh sách là tôi đưa, cái người trong xã tôi là tôi nắm rồi, cho nên tôi đưa danh sách nào thì trời phạt thì đồng ý con không thôi đi chỗ khác cũng cho làm. Từng gặp như vậy nữa đó, thành ra quý vị thấy đi làm thì mình rất định lúc đó mình giải quyết làm sao, bởi vì cái xã này thì rất là nghèo. Mà nếu như mà mình cứ khăng khăng theo kỹ của mình á thì là mình nói là phải tôi phải lấy danh sách thì họ cho mình làm thì mình phải đi, thì cuối cùng lúc mình cũng phải là thỏa hiệp á. Nhưng mà mình thỏa hiệp thì có thể mình ở bên trong danh sách đó thế nào có những ba người họ không nghèo, nhưng họ là ba con quyền thuộc của những người mà đưa ra danh sách thì mình phải đi rất nhiều thôi. Nhưng mình rất nhiều mà miền sau là mình phải đi giúp được cho những cái nhất là những cái người nghèo khác, họ cũng có được cơ hội. Thành ra là không phải dễ để mà đi làm từ thiện mà khi mình không có cái sự bực bội. Khi những quý vị gặp như vậy, quý vị dễ bị bực bội lắm, quý vị cảm thấy phiền não lắm, thậm chí là mình nhục chỉ mình nói cho đừng có làm được, làm không làm kiểu này kiểu kia đó hả. Hoặc là hồi đó đi qua Ấn Độ đó, nên là thấy người nghèo họ nghèo quá đi, cho nên là đi mua sao đi mua bánh, mua gạo, mua bột cái kia đó, rồi bắt đầu cũng làm sổ ha, phát sổ đàng hoàng đi cho từng làng cho sổ, rồi mà để khi tới đó nó làm sổ giả à, nó làm sổ giả cũng có đó, rồi tiếp nó sẽ tham đi. Bắt đầu thì ngồi xếp tham ra ngon, một khi mà bắt đầu phạm không thể là nó chạy ao tới. Thì cuối cùng nó muốn về trật tự thì sao? Mình phải nhờ cảnh sát tới để giữ trật tự. À,
mà khi cảnh sát tới á, cảnh sát cầm đồ nó họ dùng súng, nó họ dùng roi thôi. À, mà để giữ trật tự thì phải đánh, phải đánh mấy cái đứa mà nó lồn xồn đó, phải đánh nó. Thì tự nhiên mình thấy rất là tồi, rất là đau lòng, vì thấy không? Mà mình không không có nhân cảnh sát á, thì mình không có thể làm được có phiên bản nhanh như thế. Cho nên là khi mà mình đi làm từ thiện cũng phải dễ. Mà khởi bởi đâu đó mình biết tự ra tấm là tư và ai cũng thương yêu lắm nha, mà thấy nó sáng mình thì tháo ra nó danh dự ra cái kia của con nó tấm sáng mình tự lên luôn khó lắm. Cho nên là để giữ được một cái chỉ nguyện, chỉ nguyện ba la mật là đến lúc mình cũng phải có sự cố gắng, sự nỗ lực, mình phải muốn bỏ những cái là cái ý yêu thích, cái thích của mình thích cái này thích cái kia đó, mình phải bỏ bớt hết để mình giữ được cái chỉ nguyện đó. Phải bỏ được cái trùng trước của mình, không chỉ phải bỏ được cái trùng trước đó, đường lối của mình như cái mình có mình phải bỏ luôn để cho nó được tiền hơn. Rồi để còn lại hai thì ba la mật cuối cùng, cái tâm tư ba la mật và tâm xả ba la mật. Thì tâm tư ba la mật thì mình bỏ cái gì? Tâm tư đó là cái tâm mà thương yêu tất cả mọi người á, không sân hận với mọi người. Thì tâm, để bỏ tâm tư đó thì mình bỏ cái tâm bất bình. Bởi vì cái tâm tư đó là đối đối nghịch với tâm sân, mà tâm sân là tâm bất bình. Bởi vì vì vậy á, để mà thương yêu mọi người đó là mình phải có một cái tâm là không có phân biệt. Tâm tư là đối tượng với tất cả chúng sanh. Tâm bi là chỉ có chúng sanh đau khổ thôi. Tâm tùy hỷ là chúng sanh đau an vui, hạnh phúc, cho nên mình vui theo về hạnh phúc của họ. Cho nên tâm từ là cái tâm thương yêu và đem sự an vui đến cho tất cả mọi người mà không có phân biệt. Nhưng mà mình hay có cái tâm phân biệt. Các quý vị thấy á, quý vị chỉ thương được những người dễ thương. Các quý vị chỉ thương được những người khó thương. Mà thường mình hay tự hào về chuyện đó lắm. Mình nói tôi thích sống những cái người tốt thôi. Tôi thích là những người xấu đó. Rồi ai mà tốt thì tôi tốt lại, còn ai xấu thì tôi xấu lại. Thì mình từ mong hay lắm. Cái thật sự là ai tốt mình tốt lại, ai xấu mình xấu lại, không biết đồng làm được. Không biết tôi sống vậy đó. Không biết ai thương nổi, nó thương lại, mà ai thương nổi, nó tự chết. Thì mình như không biết tôi, chứ mình có giỏi gì đâu. Mà tâm tư thật sự đó, là ai tốt thì mình cũng thương, mà ai không tốt mình cũng thương luôn. Thì mình là tâm tư thật sự. Phải không? À, còn mình là ai bất biệt quá. Mình là phân biệt là người tốt phải người có người dễ thương này, người có trí này, thì mình mới thích gần. Còn mình thích mấy cái người mà thì giống như người mà giá cả, người mà vô ả vô bào này kia mình thương ha. Mà bởi vì có chừng ha, cái tâm bất bình của mình á, mà mình tưởng nó tốt. Nhưng ví dụ thôi, bởi vì ăn chay trường không bao giờ sạch xanh, không mà thậm chí mình có thể người cả sạch xanh. Bây giờ quý vị đang không ăn chay vậy, mình quý vị về nhà mình thấy là thì ông chồng của mình không ăn mặn, cho nên không bắt con gà, không cắt cổ con gà, cái đó tâm quý vị sao? Bực chứ quý vị á, cái đó là quý vị có lá không? Không hiểu không, ông chồng nhắc lá cho đừng có nhắc lá nha. Vì vì bực lắm, không bao giờ cái chuyện lắm, mà bây giờ mình là cái tâm thôi. Chắc chắn cái tâm của vì cái đó nó rất là bực. Mà tâm bực là tâm gì? Tâm sân. Cái tâm bất bình. Vậy mà mình thường nói mình ăn chay là tốt. Cho nên, ăn chay chứ chắc là con tốt, nếu mình không biết chi cái tâm của mình. Ăn chay chỉ là cái hành động ăn thôi. Nhưng mà cái tâm của mình trong khi ăn là tâm gì này? Ăn, mà tâm là tham bằng cách ăn ngon, ăn chay mà bằng cách ăn ngon, chứ không có thích ăn dở. Cho nên bằng làm món gà, bằng món gà, rồi ăn chay là sao? Tâm ngạc mà, quay thương. Ôi trời, nên tôi cứ xỉn với con ăn chay mà mày xích lưỡng mặn. Đó, tâm quay thương, tâm quay thương là ngạc mà. Rồi gì? Ra cái tấm bất bình, thấy cái người kia mà họ diễn cái rất nhiều không ngủ, bực bồi lắm, họ chịu lắm, nó không sân. Thế nên thì vì thấy á, tham sân si ngã mạn chỉ có tâm hết. Nếu như mình không điều quan sát cái tâm của mình, cho nên á, ăn chay á thì không
quan trọng là cái thức ăn mà quan trọng cái tâm ăn. Vì để nghe ăn cái cũng tốt, chứ không ai mà ăn cái nó xấu cả. Mà ăn mặn á chứ chắc là xấu. Vì vì để ngay là bái lạc má hay nó vẫn cháy đâu. Mà quay ngay sao? Ngay cho đại tư đại đi. Ngay ngay rất là trị về, rất là tư vi. Vì vì thấy ra ngay nó vui chủ trứng bất bằng đồng. Nhiều khi mà ngay nhiều người cũng bực bội về ngay về cái cách bất bằng đồng ngay ngay thật sự đúng nó bất bằng đồng. Cho nên là tâm từ rất là buông bỏ cái sự bất bình. Cho nên khi chúng ta thấy ai làm cái điều gì xấu, đừng có bất bình. Bởi vì quý vị thấy này, người ta làm cái điều gì xấu đó, thì không phải tự nhiên người ta làm điều xấu. Nó còn có lý do lắm nhỉ. Bởi vì người ta không có biết được điều đó là xấu. Nếu như trường hợp người ta không biết điều đó là xấu, thì do ta kiểm do vô minh. Người mà bị ta kiểm vô minh chi phối như thế, người làm vậy thì chuyện đương nhiên. Rồi là do cái gì? Do tâm tham chi phối. Do tâm sân chi phối, do vô minh chi phối. Mọi chúng là người đó bị chuyện nào chi phối. Thì nhìn họ thì đúng ra nhiên, như vậy thì phải họ đáng thương. Mà thấy họ đáng thương thì thay cho mình phải tâm bi. Tâm bi là thương chủng sanh đắc đau khổ. Đang vào đau khổ mà không biết. Nên nói bởi vì thế không nên suy nghĩ đúng hoặc là mình không còn sanh nữa. Mà thay vì tâm sân thì mình phải đến tâm bi. À, như vậy tâm tư là chúng ta buông thì tâm bất bình. Khi nào bị bỏ cái tâm bất bình, bởi vì nhận ra tâm bất bình thì không thể nào có tâm tư. Bất bình là không có một chuyện này, một chuyện kia. Và tâm sân đó. Buông bỏ sự bất bình. Cho nên khi mà chúng ta giúp nó lên, chúng ta không phân biệt, không cần biết như là xứng đáng mình giúp đỡ hay không. Cũng như á, có nhiều người cũng phân biệt á, là vì nay đảm cũng mới bị chứ không đảm cũng. Hôm nay đảm cũng mới chua chứ không đảm cũng. Thì thật ra quý vị cũng có cũng như biết quý vị cũng nói là mình tiền bạc mình có nhiều. Nó mình cũng thì mình nghĩ chúng cực cũng chỗ nào xứng đáng cũng dương á, thì cái tấm đó cũng đúng. Nếu mà cái tấm mà báo nó mật thật sự á, là khi mình cho là cho không phân biệt chỗ nào cần là mình cho. Mặc dù ông sư đó không có giới luật, nhưng mà sư đó cái chùa đó vì ông không có giới luật cho nên nước mai cũng cho ông hết. Bây giờ ông có gì ăn hết nhưng phải cũng như cái sư đó. Và cái việc đó là việc cần làm. Và việc mà người kia họ cũng có được chuyện ông đó có phước, có biết họ tỉnh toán chuyện phước không, không cũng có mình không có tỉnh toán chuyện phước. Mình chỉ thấy người này cần ai giúp cả thì mình giúp sao? Không cần việc xây dựng để không gì hết. Chỉ cần việc rằng người này đang đổi, cần ăn, cứ giúp người đó xong. Không còn mong cầu. Cái đó là bộ gì đó đó mà. Thành ra đó là quý vị thấy mình cái tâm tư mà vô lượng không phân biệt người đó xứng đáng hay không xứng đáng. Người đó tốt hay xấu. Mà chỉ cần thấy là người đó cần giúp là mình giúp. Còn nếu họ không cần giúp thì thôi mình giúp gì mà đi giúp người khác. Dù thậm chí vì đó là vị thầy của mình. Nhưng mà vị thầy của mình quá nổi tiếng rồi, không thiếu cái gì hết rồi. Bây giờ mình tại cũng thế một chân là thôi. Cho nên như cái cầm chỉ giới sư phụ của cô ấy cũng như không. Cái này nghe rất là khổ cửa. Không thiếu cái gì hết á. Dạ, cho nên có phải rằng này thôi chứ cô ấy cũng như ngay lắm. Nhưng mà cô đi giúp người khác. Nhưng vì khác mình phải học họ công thì mình giúp thôi. Dạ, trong bạn là thay mình thì mình phải cúng, không có. Bởi vì thay mình như thay mình cân thì mình giúp, thay mình không, nhưng không có hiểu cái gì cả. Khi nào có người sẵn sàng đâu. Tại bởi vì họ bị gì đang lên, nhưng khi như vậy có phương đức á, có đức, có trị về thì họ muốn giáo viên. Họ muốn cái giáo viên để được cái đi. Mọi người suy nghĩ một cách không ai sai nha. Không ai sai, không ai đúng, ai làm đúng hết. Nếu mà một người ba như thế thì sẽ trừ kết quả của mình thôi. Thì như vậy ha, là tâm tư là buông bỏ tâm bất bình. Và cuối cùng tâm xả thì buông bỏ gì? Chấp thủ. Tâm xả tức là buông bỏ sự chấp thủ phụ trước đó, ha. Bên hai từ thủ và xả bên hai cái từ đối nghịch với nhau đó. Không thủ không xả đó. Thì mình hay chấp thủ lắm. Mà vì cái chấp thủ cho nên nó mà đưa ra nhiều vấn đề. Tâm xả là gì? Tâm xả không phải là trạng thái nghe, mà tâm xả đó tức là cái tâm mà quân bình. Cho nên từ tâm tịnh xả tịnh ăn nó chỉ là equanimity. Equanimity tức là cái tâm mà quân bình bình đẳng. Một người mà có cái tâm xả là sao? Là mình thấy cái người tốt hay người xấu đó, mình quá bình đẳng. Người thân hay người không thân mình quá bình đẳng.
không chỉ thiên và ác mà cũng có được đạo đức. Bởi vì sao? Thiên hay ác nó cũng là pháp hữu vi, nó cũng là do nhân mà sanh, do nhân mà diệt. Thì đạo là hữu vi thì nó là vô thường mà sanh diệt, không phải là của ta. Thì là mình không có thủ gì hết, không có chấp gì hết. Cho nên người ác mình cũng có ghét á, mà người thiền mình cũng có thương đó. Rồi bởi vì thì người ác là họ cũng do theo cái sự vận hành của duyên nghiệp mà họ ác. Rồi người thiền cũng do theo cái vận hành của duyên nghiệp mà họ thiền thôi. Chứ đó có ai buồn ác. Quý vị thấy những người ác, người xấu họ không buồn ác đâu. Nhưng mà vì họ, cái trình độ của họ tới nam đó, họ sinh ra cái hoàn cảnh như vậy, không được cha mẹ dạy dỗ, không được học Phật Pháp, không bỏ được những người chẳng thần tâm, không tầm thiện hữu. Họ gần những người bạn xấu, cho nên dần dần họ bị tiêm nhiễm những cái tư tưởng xấu, họ mới làm những việc xấu. Thì á, mình thấy họ đáng thương, cho nên mình cũng ghét họ luôn. Mà như những cái người thiền có bao nhiêu đấy ha, thì mình thấy họ thiền nó bởi vì cũng phải gặp do vì họ giỏi giang gì, nhưng mà vì họ là cũng gặp được những cái hoàn cảnh tốt, sinh ra có cha mẹ tốt, có nghề nghiệp tốt, có hoàn cảnh tốt, được đi học răng hoan, được học Phật pháp, cái thế giới họ tốt, không có cái điểm trên như vậy. Vậy thì họ tốt á, thì tốt có giống vậy, thì họ tốt có thương thương không, vì họ xấu không chút ghét. Mà cái thương, quý vị thấy này, cái thương của quý vị của mình á, khi mà vì người ta tốt của mình thương, cái thương đó là cái thương có điều kiện, người ta tốt mình mới thương, cho nên cái thương là có điều kiện, không phải tâm từ. À, mà còn cái thương này tôi thương đồng điều ai tôi cũng thương hết, cái đó mới là tâm từ. À, cho nên cái tâm từ á, và cái tâm xả nó không có, nó không có đối nghịch với nhau. Cái tâm xả là cái tâm quân bình, mà cái thương của trong cái tâm từ nó không phải cái thương trong cái tình thương điểm mắt sở hữu, mà cái thương đó là do cái sự hiểu biết. Và thấy rõ vì mình không sống, mình không ghét mà gọi là thương thôi, chứ không phải là thương gì hết á. Cho nên tâm tư được đừng nghĩa là sân, không ghét, không ngầm thôi. Và thì gọi là thương, còn cái thương mà thương thiền mà mình hay nói là lại. À, cho nên tâm tư có nghĩa là không ghét. À, và vì vậy xả đó, tức là không thương, không ghét, không thù, không gì cả. Cho nên là vì vậy thôi, một người mà đạt ở tâm xả không thể dễ đâu. À, là tới mà tâm xảo thì tinh đồ phải cao lắm đó, cho con bình thường mà mình thấy vì vô cái vong thương đẹp vì thấy ngay cả người tu cũng bị thương nghĩa. Người tu người ta cũng thích cái người tốt, người ta cũng không thích cái người xấu đó. Mình thích cái việc tốt, mình cũng thích cái việc xấu. Còn một người mà cao lên thì việc tốt cái việc xấu nó đều do nhân duyên mà hợp hết, cũng có cái gì tự nhiên cả. Cho nên mình bình đẳng không thể cái việc xấu đó, cái việc xấu thì không rõ không xấu thì biết như vậy, không xấu tại vậy không, chứ tôi không đẹp cái ông xấu đó. Mất cái đó tấm đỏ là tấm xả đó. Mà như vậy nên mình sống bên ái thì cuộc đời này. Thế con không là mình cứ là mình cứ là giáo đồng thì cái thương mà cái ghét không. Từ một ngày tôi sẵn cho tới khi đi ngủ là mình cứ thương thì ghét. Thích thì không thích đấy. Ăn cũng vậy. Ăn ngon thì thích, mình ăn dở là ghét. Tôi ra gặp người nào mà mặc dễ thương thì thích, mình mặc dễ ghét thì ghét. Đi vào trong sở vậy đó. Với công việc vậy đó, công việc mình thích thì mình vui, mà công việc mình thích thì mình ghét. Mình không thiếu cái tâm xả đó. Còn người mà có tâm xả đó thì chỉ tự được hết á. Thì việc mà mình thích thì mình cũng làm, việc không thích mình cũng làm. À, việc mà mình thích mà mình làm thì mình làm nhanh hơn. Còn việc mình không thích mình làm thì mình làm chậm, khó khăn hơn mình vẫn làm được. Khi mà mình sống được như vậy thì cuộc đời này thì bị thảy ra như vậy, mà gọi là tùy sở trụng sự thương, ăn thương án lạc. À, sống với người thương cũng được, sống với người ghét cũng được, sống trong hoàn cảnh dễ chịu cũng được, hoàn cảnh khó chịu cũng được, sống ở chùa cũng được, ở nhà cũng được. À, cho nên có nhiều người họ hay hỏi đấy, sư cô ơi, con lớn tuổi rồi này, con mua chùa có tu được không? Mà thương á, vì như ở đây cô hay khuyên á, bởi vì nếu như ở nhà mà có một cái hoàn cảnh, là một cái nhà cửa rộng rãi yên tĩnh, bởi vì có cái nơi sống ổn định rồi đó, thì đi tu ở nhà tốt hơn. Bởi vì quý vị biết vô lượng rồi mà vô chùa đúng đó, mình cứ tưởng tượng rằng vô chùa đó là rất là thánh tịnh, vô chùa là rất là an nhàn, vô chùa là người toàn là các bậc thánh hết. À, cho nên mình vô chùa là mình cũng tốt lắm.
Mà nếu như quý vị đến cái ảo tưởng đó đi tu đó, là quý vị ở được giỏi lắm là vài tháng thôi. Bởi vì không phải ai bậc thánh, không phải chùa nào thánh định, không phải vô tu là ăn nhang đâu. Ở nhà quý vị còn chịu đựng một ông chồng và một đứa con thôi. Và vào chùa quý vị chịu đựng bao nhiêu người? Chùa 100 người quý vị chịu đựng 100 người. Và quý vị mà mới vào chùa đó, quý vị là người nhỏ nhất, ai mà la lây được hết á, ai mà sai được hết á. Mà làm việc này chưa xong thì sai chuyện khác rồi. Mà làm không kịp thì bị la. Mà làm kịp xong là hết buồn, hết buồn rồi luôn. Và suốt ngày đâu quá thì tay lúc này tự lên mệt chuyện lắm. Thì khi đó quý vị mới thấy cũng chắc ngày xưa mình ở nhà nó khỏe. Giờ bố tôi là coi như là suốt ngày là tâm cũng không an, mà thân cũng không an. Cho nên quả ảo tưởng. Nhưng mà quý vị là không, nhất khoát, nhất quyết, con cực khổ đừng có vô chùa. Bởi vì con ở nhà con giả đại lắm. Ở nhà nhiều khi là cứ mở TV ra coi, hoặc là ngủ gì không có nhiều dậy sớm. Cái nào có hai mặt của vấn đề. Bởi vì quý vị ở nhà đó, với những người từ giả cao, phải có cái thời khóa riêng của mình. Giờ nào làm việc gì thì mình có đang hoa thì mình cũng một mình được. Còn người mới lười biếng ở nhà thì nói cũng khó lắm nha. Buổi sáng ngủ 5 giờ đến tiếng cuốn lần chuông mà ngủ xong mệt ngủ được nửa thôi là 7 giờ 8 giờ mới dậy. Ra dậy xong rồi ăn rồi uống ha, rồi bạn bè tới chơi ha, rồi bắt đầu là coi TV nghe chụp nhạc ha, bắt đầu định chụp thôi mà hai phim hay quá quên luôn. Quý vị này rất khó tu ở chỗ đó. Thì ở nhà là mình dễ bị xa đà vào cái chụp lạc, mà mình khó tu. Thì ở chùa đó thì dễ tu hơn là vì có được thời khóa, được sự nhắc nhở, nhưng bên cạnh đó là mình mất đi cái quyền tự chủ. Và mình phải ở trong một cái vùng mảnh như vậy thì mình phải theo ý của người khác. Thì bây giờ gian đầu là khó khăn lắm, khó được sự an lạc lắm, nhưng mà kiểu vì chịu được, quý vị nhận ra được, quý vị này làm những việc này tốt cho mình thì quý vị vẫn an vui. Cho nên là không phải là mỗi lần tu ở nhà mỗi lần tốt, cái tu ở chùa mỗi lần tốt. Cái nào là cũng có hai mặt. Và mình thấy rằng là cái nào ở chỗ nào mà sự tu tập của mình có tiến bộ. Thì quý vị đọc cái bài kinh đó rồi đúng không ạ? Chỗ nào mà sự tu tập của mình có tiến bộ, trí tuệ mình phát triển, thì dù là thiếu ăn mình cũng ở, dù là cực khổ mình cũng ở. Còn cái chỗ nào mà tu tập mà càng ngày không càng đi xuống, trí tuệ đi xuống, sự thực hành của mình đi xuống, xung quanh người xung quanh của mình cũng làm cho mình đi xuống luôn. Thì chỗ đó đó là coi như là xin bản thể cho con đi. Mà xin ba xin mà lần đầu không cho, lần thứ hai không cho, lần thứ ba không cho, sau ba lần có thể sẵn khỏi đi được. Và vì chỗ đó mình ở mình không thể tiến bộ. Mà thành ra là một người sẽ từ quyết định cho mình biết chỗ nào là chỗ thích hợp cho mình chúng ta. Thì như vậy là mình đã đi qua 10 pháp bao la mật rồi. Từ bổ thí cho tới tâm xà, thì quý vị thấy cuối cùng quý vị bị đại chúng ra bao la mật ra để buông không? Chứ không phải để tích lũy không? Nếu tích lũy nó trở thành phước khổng lồ, và nếu bị buông thì nó mới trở thành bao la mật, bỏ về ra pháp vô lầu, nó mới đưa mình ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên khi quý vị nhớ này rất là thận trọng nghe, khi làm một cái việc gì đó, quý vị đừng có khởi cái tấm mong cầu á. Quý vị có như sư cô hay nghe mình nói chẳng kiếp này không làm được bà thì quá, kiếp sao cho con sinh làm này nắng này. Có nhiều người lắm á, trong kiếp sao cho con sinh làm người nam để con đi tu. Ôi trời ơi, người nam mà khổ á, khổ sao khổ được. Người nam người nữ có cái khổ của người nữ, người nam có cái khổ của người nam. Người nam là họ cũng thích nhậu, một để mà thoát khỏi được cái sự cám dỗ của bạn bè mà đi mời rượu là khó lắm. Người nam họ cũng có tham ái sắc dục, mặc để mà họ vượt qua được cái đó khó lắm. Và chắc đến là cả con là con người, con bị tham ái, con dục lạc ấy, thì con khổ thôi. Hoặc người nam cũng già, cũng bệnh chết, người nam cũng bị con bất đắc khổ ái biến lý khổ. Đã là con người thì người nam người bị khác một xíu thôi. Này thì mình câu ra người nam chỉ cho nó mệt chứ. Câu người nam chứ nếu mà đã câu đó, câu cho con đừng một sanh trở lại nữa. Đúng không? Đi con sống là con khổ. Cho nên là câu là câu cho cái cao luôn, là câu phải thấp. Không? Đó, là nhưng mà câu không thắng trở lại thì tức là cái gọi là sự vô lầu đó. Bởi vì vô lầu nó không có con rơi rớt trong sách từ bốn nơi. Mà cả đó chỉnh ra cái câu mà mình hay phạm nghiệm mong cho con
ra khỏi sanh tử luân hồi, phước này là cái nhân để ra khỏi sanh tử luân hồi, thì đó là trở thành tâm mật. Sống mình làm tất cả là để buông, chứ không phải là, mà thật ra đó ba la mật khi mình bơ này đến bơ kia không phải nói rằng bơ này tính là cái quả này và bơ kia là quả khác, không, bơ này hay bơ kia cũng là trong cuộc đời này, trong cuộc đời này, bởi vì thế này ngay tại đấy và bây giờ đấy. Mà khi mà mình đang có vô minh phiền não phá mãi thì mình đang ở bơ mê, mà chỉ có sát na sau thôi, mình không còn vô minh, không còn phiền não, không có tham sân si thì ngay tại đấy là bơ giác. Như Đức Phật ngay thanh đạo đó, thì ngay mà ngay thanh đạo thì ngay cũng còn cái thân người, mà ngay không còn mê nữa, ngay là trở thành giác ngộ, thì ngay là vừa bỏ bơ mê, ngay có định giác, cái đó mà cần phải có cảnh giới khác đâu. Cho nên đừng có hiểu rằng bơ định giác là một cái gì ở xa xôi ở quả giới khác, mà bơ mê và định giác là ngay tại đây, ngay trong cảnh giới này mà chúng ta tu tập, không phải mong cầu đi tới cảnh giới khác, mà từng giây phút chúng ta buông bỏ, từng giây phút rồi chúng ta buông thành cái gì, mình buông hết cái mình bổ thì cho mình buông hết cái sự tham ái ích kỷ, mình căng thẳng rồi mình buông bỏ cái sự dỗ trả đó, vì từng giây phút rồi bị buông, cái từng giây phút rồi bị đáp quá bơ giác rồi, đáp ở bơ giác luôn rồi, nhưng mà mình thấy cho mình giác động bên này bên kia, mình chạy qua chạy lại như vậy đó, thì là bởi vì do cái quán tính, do cái tập quán phiền não của mình là con sâu dày, khi mình cứ làm từ từ thì nó sẽ quen, thói quen nó từ thói quen xấu để trở thành cái thói quen tốt thôi. Và quan trọng là lắng mọi hoàn cảnh, là mình ứng xử theo khuynh hướng buông, chứ không phải ứng xử theo khuynh hướng tích lũy, thì như vậy cuộc đời cuộc sống tu hành của mình nó sẽ đi theo đúng. Bởi vì tu hành của mình chỉ là ứng xử trong từng giây phút, trong từng tình huống thôi. Bởi vì thấy không, trong một bức thư là thầy viên minh thầy bị từ tu trong đời sống này giống như đặt tennis vậy đó, mình không có dùng trước cái gì hết, không, bắn tới là đánh thôi, mình đâu có biết cái bắn nó sẽ tự hưởng đâu, thì chỉ cần những người kêu bắn hưởng này thì mình không có bên này, thôi, đúng không? Vậy thì tu là ứng xử trong một trường hợp, và một là ứng xử như vậy, chúng ta ứng xử theo thì hơn nữa là chúng ta buông bỏ chứ không phải tích lũy thêm. Buông bỏ thì ra khỏi bờ mê, và tích lũy thì cứ trở lui trở tới hoài. Hồi đó ngay hồi pháp á, ngay hồi pháp ở thiên viện viễn thông á, ngài là đệ tử của ngài sư tổ Hồ Tông, và ngài đi du học Thái Lan, ngài đi du học Thái Lan và Miền Biển tổng cộng là 30 năm, cho nên là về bây giờ ngài viết sách, ngài viết sách rất là chuẩn, sách của ngài là còn rất là có lý ra này chứ. Thì khi mà ngài mới về được một lần thì có những thân pháp của ngài, ngài nói những cái câu của mình rất là ấn tượng. Thì có ngài có nói rằng đó, tu là có hai cách, là xin lỗi quý vị nghe là thôi nè, một là tu theo kiểu cầu tiêu, mà hai là tu theo kiểu nồi hơi. Bây giờ quý vị chọn tu kiểu nào? Tu theo kiểu cầu tiêu thì sao, nó càng ngày nó càng nhiều, nó càng ngày nó càng hối hận nữa, càng ngày nó càng đầy nữa, càng hối hận. Và tu theo kiểu nồi hơi là một cái nồi nước á, và mình nấu thì càng ngày nó bốc hơi đi. Vậy thì tu theo kiểu cầu tiêu là tu theo kiểu tích lũy chứ, cái gì cũng vớ vào hết á. Và đầu tiên thì tham lam vật chất á, là cứ vớ vào vật chất là căng. Quý vị thấy có những người họ tham không bao giờ ngư hết á, họ có cái năng, họ có 100 đô la thì họ cần làm sao cho có được ngàn, có ngàn là muốn có 10 ngàn thì muốn có thêm, nó không bao giờ bị đủ hết á, thì muốn vớ vào được không. Có một cái nhà mà có thêm tiền thì mua thêm cái nhà nữa, mua thêm chiếc xe nữa, cho nên vơ vào là từ vật chất này. Rồi cho tới gì dắt lời nè, địa vị nè, cho có người mà đưa cái cà cái sinh tâm mươi mấy cái title, cái địa vị, position này rất rõ nè, vơ vào càng nhiều càng tốt nè. Rồi vơ vào gì, khi mà đi tu rồi cũng chưa hết vơ, không, những cái thanh tựu đó, bằng cấp, rồi hay là cả cái tâm thiên, cứ muốn nó mà đắt cái này đắt cái kia đó, tất cả cũng chỉ là sự vơ vào. Còn mà để mà tu đúng á, là như nồi hơi bốc lên, hôm nay sẽ có nói là tu từ từ tầng tim này mà lên tầng kia tầng kia, phải bỏ bớt tin gì, rồi tu cái tầng này tầng thẳng lên tầng thẳng kia thì phải bỏ bớt kiến sự, cho nên cuối cùng là nhẹ lên không, là không còn gì cả, là tánh không, là vô ngã, cuối cùng đâu còn gì đâu, vô ngã là thậm chí cái tên của mình cũng có cái
cái thân của mình cũng có thân mình chỉ là tử đài thôi, có gì của ta, có gì là ta mà của ta cả, cuối cùng không còn cái gì nữa cả, thì gọi là trở về với bản thân. Thì như vậy là khi mà người nào mà trở về với bản thân rồi đó, thì cũng có vấn đề gì hết chứ. Thế Đức Phật á, ngài ở trong cái đời này, ngài vẫn đi về với tất cả mọi người, những người là chống đối ngài, có những người ủng hộ ngài, có bao nhiêu sự thậm chí đề từ mà con mà muốn lôi diễn ngài nữa luôn đó. Vì thế không, mà ngài vẫn tự tài được ok. Đi hai là bốn hẹn rồi, không còn cái gì dựng ngay này chứ. Có người tới chửi ngay á, chửi cuối cùng cái ngay mình ngay chưa, ông nói xong rồi, nói ông nói xong chưa, mà tôi sợ nói xong rồi đó, bây giờ ông nói đi. Đi ngay nữa đây, nếu ông có một quà mà đến tặng người ta không lấy cái phần quà là thuộc về ai. Vì nó có tốt rất là nhẹ nha. Thì người kia thẩm bác thôi, tự nhiên cảm thấy xấu hổ. Mong dính như thế ngay á, chửi yếu đến chửi đến không dính. Cho nên ngay sống như cuộc đời này, mà ngay vẫn ở trong địa bàn. Cho nên địa bàn không phải cảm thấy nó xa xôi. Địa bàn cũng là ngay tại đây và bây giờ thôi. Và địa bàn là trạng thái tâm không tham, không sân, không si. Và địa bàn. Cho nên ban la mật cũng vậy ha. Ban la mật là phải buông bỏ để từ bơ mê đến biển giác. Và bơ mê biển giác cũng là ngay tại đây và bây giờ. Nên không phải đi ra. Nên tu là thực tại hiện tiền, là vượt qua thời gian. Pháp ngay tại đây và bây giờ. Ác lạc cũng ngay tại đây mà đau khổ ngay tại đây, tùy theo các sự thể của mình thôi. Nếu sự thể với chánh niệm tình giác và trí tuệ thì ngay tại đó là ác lạc, mà sự thể với tham sân si thì ngay tại đó là đau khổ. Có Đức Phật nói rất là rõ, tham mãi thì nước định khổ, mà không còn tham mãi thì diệt khổ, thì có tìm đó thôi. Thì bây giờ mình sẽ tìm đó mình làm thì cả pháp báo là mật cũng là cái pháp mà chung để nên buông tất cả những cái tham mãi, những cái vô minh, những cái ngã mạn, những cái bất bình. Dạ thì bây giờ xin dừng thời gian pháp này ở đây. Và nếu như quý vị có câu hỏi nào liên quan tới cái đề tài vừa rồi thì quý vị có thể đặt để hỏi hoặc có thể đi muốn bình luận gì cũng được. Chúng ta có hỏi gì thầy? Dạ có ai hỏi không? Mời mời cô Diệu Phú. À, giờ mô Phật kính chào ni sư ra con. Giờ mô Phật kính chào ni sư ra con nghe các bài thuyết giảng của ni sư thật là hay sai này rất là sâu sắc. Con có một câu hỏi này, nãy ni sư có nói là khi mình cho người khác giả sử gì đó thì để cho họ ăn hay gì rồi thôi mình bỏ qua không nghĩ là gì hết, thì con nghĩ cái đó rất là hay. Ni sư nói là ba la mật, nhưng mà giả sử giống như là mình để cái tâm mình vô đó đi sư, tất nhiên là cái đồ này mình để cho cái vị đó có thể giúp cái vị đó về thức ăn hoặc là về cái bệnh hoạn hoặc là cái khó khăn của vị đó, rồi mình mong sao cho cái vị đó sau này có một cái hướng đi giống như là tốt đẹp và đến với cái sự thật, thì như vậy có được không thưa đi sư? Dạ được, bởi vì cả đó là mình mong cho người khác chứ không phải mong cho mình, cho nên nó cũng là vị tha chứ không phải là vị kỷ, thì nó cũng không là ngược với là ba la mật. Dạ dạ con cảm ơn. Dạ đi không phải là con có một câu xin trong cái dasapani về ba la mật thì đối với quan mặt thì nghĩ là chỉ có Đức Phật mới có thể là người như tất cả mọi người. Còn chân đề Phật tử mình chúng con dù có ai cái chí nguyện quan mặt một cái ví dụ như về bê ta chẳng hạn, nếu mà không cái sự chân đề mình phải trước bằng Phật thì là tự nhiên trong các gia đình nó khó nhất. Thứ hai nữa khi cái nguyện nó bê ta mà dù như có không thành, có một cái gì không thành có thể trở lại mình trở lại hay không, giống như đức giới thì có thể xin nhớ trở lại. Thì có người nói là khi trong cuộc đời mình khi mà mình parami mà đã mà không tròn thì không thể cuộc đời còn lại không thể là xin trở lại được. Thì con có thể có nó xin mình xin mình để nó. Thật ra thì cái bán nó mực này đó không cần phải đặt nguyện mơ một cách trang trọng. Bởi vì đầu tiên thì quý vị thấy có ba giai đoạn phát nguyện đó, là phát nguyện trong tâm, rồi là phát nguyện ra lời, rồi còn sau đó là phát nguyện trước một vị Phật để được thọ ký. Thì
cái quan trọng nhất và cái phát nguyện trong tâm thôi. Mà cái phát nguyện này nó cũng không phải là cái gì ghê gớm để mình làm sai, để mình đứt giới đó. Thật ra thầm tâm chỉ cũng không cần mà phát nguyện thôi, theo cái chuyện mà trình trọng nữa. Mà ý của mình nên tức là mình hiểu được vấn đề rồi. Cho nên từ đây trở đi đó, thì tất cả những việc mình làm là mình làm theo cái đường buông bỏ. Tất cả những hành động mình làm, cho nên phải nói rằng là mình phải là Đức Phật mới là phát là giữ được 10 bao la mật hay là phát được 10 bao la mật. Người nào về gặp ở biết bầu cái bao la mật này cũng phải là do mình phát nguyện, mà do cái hoàn cảnh mà đưa đến thôi. Cái đấy là tùy duyên thôi, chứ không phải là khi mà mình có được cái mà mình nói là cái bản ngã. Cái mà mình phát nguyện ra là phát được thế này thì cái gì nó bản ngã nghe. Còn thật sự cái này ấy, bao la mật này mà đúng thì nó sẽ tùy duyên. Cho nên là cái gì tới thì mình tới, ví dụ như cơm nhận mai thì mình mới nhận mai chứ. Thế không bao giờ chọn một cái gì tốt đẹp thì đâu có cân nhắc cái pháp nhận mai. Mà khi cho nên là khi cái điều kiện cơm nhận mai thì tự nhiên khi đó mình thành cái pháp nhận mai. Hoặc là khi cái điều kiện là cần có cái sự tinh tấn thì mình phải tinh tấn. Hoặc là khi cái điều kiện là cần có cái lý dụng thì mình lý dụng, cái hiện giờ mình ngồi đây mình có chuyện gì cả thì đâu cần phải làm lý dụng mình gì. Nhưng mà khi mình thấy cái cố đó mình thương quá, mà trong cái cố đó có gia đình rồi, mình cũng có gia đình rồi, khi đó bắt đầu mình cố gắng hăng cho được cái lý dụng bao la mật đó. Cho nên là hoàn cảnh đưa tới, cái duyên đưa tới thì mình sẽ thực hành cái đó. Còn khi không có cái duyên gì cả, không có chuyện gì cả thì không cần phải hăng. Thì chỉ hăng ngay đó, từ quan cái pháp thôi, cái bài học của pháp đưa tới cho mình là mình phải ứng xử cho nó đúng theo cái tinh thần là buông bỏ thôi. Dạ, chứ cũng không cần phát nguyện lắm. Rồi cũng còn cái bên kia là phát nguyện, bên kia là phát nguyện như thế này. Cái phát nguyện đó không phải phát nguyện thanh bát la mật, mà phát nguyện trở thành một vị Phật quan giác, hoặc là phát nguyện trở thành một vị Phật độc giác, hoặc là phát nguyện trở thành một vị thánh văn. Thì đó gọi là phát nguyện. Thì còn bên cạnh đó là cái thanh bát la mật để hỗ trợ cho cái đó, chứ không phải phát nguyện thanh bát la mật. Cái chính là phát nguyện thanh cái gì chứ. Dạ. Cho nên á, ví dụ như là có một số người đó thì họ hiểu sai về cái chuyện phát nguyện này đó, cho nên họ mới nói rằng là họ phân biệt Nam tông là tiểu thừa và Bắc tông là đại thừa đó. Do vì họ nói Bắc tông là có phát Bồ Tát nguyện, nguyện là Bồ Tát cứu độ chúng sanh, cho nên Bắc tông ai mà cũng Bắc tông là đại thừa hết đó. Còn bên Nam tông á, nó không có phát nguyện Bồ Tát, có là cũng chỉ là khá là hạng thôi, cho nên là Nam tông là tiểu thừa. Thì vì thế lâu nay là nghe giải thích như vậy đó. Nhưng mà đó, nói rằng là Nam tông là chỉ tăng áo la hạng, cũng tăng áo la hạng thôi là không có đúng. Bởi vì á, là trong Nam tông là một phân biệt rất là rõ, có ba loài phát nguyện, có ba loài Phật ha, thanh văn Phật, độc giác Phật, quan giác Phật. Thì Phật là người giác ngộ, cho nên phải thanh văn cũng gọi là thanh văn Phật ha. Thì á, ba cái nguyện này tùy theo cái khuynh hướng, tùy theo cái tinh cách của mỗi người mà phát nguyện đúng với cái cách của mình. Ví dụ như có người như là ngài Hộ Pháp đó, ngài nói rất là rõ, ngài cũng có ngài chỉ là tu thanh văn thôi, ngài cũng có phát nguyện nên là Phật quan giác. Bởi vì ngài nói tu mà ba lần thì đâu tu mà để thành ra một vị Phật quan giác quá lâu đấy, mệt mỏi lắm. Cho nên là ngài tu khi nào mà chỉ đắc thanh văn là ngài thành ra chỉ cần ra khỏi sanh tử luân hồi thôi. Một cái vị này á, mình tu để mà ra khỏi sanh tử luân hồi, tuy là nói tu cho mình, nhưng mà hành báo la mật thì làm sao á mà gọi là kỳ được. Trong mà muốn tu là phải bố thí, cũng ha, cũng phải đi giới, cũng phải nhận này, cũng phải là xả lý, thì không thể nào mà người đích kỳ mà cũng được. Cho nên là nói rằng là rồi ấy, trong khi những vị bên Nam tông mà lại phát nguyện đài cho thanh mật con giả, nếu là trường hợp của ngài sư tổ Hộ Tống, thì ngài cũng từng tiến bộ rồi nguyện ra lời là ngài sẽ trở thành một vị Phật con giả. Thì ngài cũng ở trong Nam tông, cho nên không thể nói trong Nam tông nó không có cái người mà phát nguyện thanh mật con giả được. Còn là nói rằng là Bồ Tát, quý vị quan niệm Bồ Tát á, thì cái niệm Bồ Tát cũng khác nhau ở trong Nam tông và Bắc tông. Trong Nam tông á, thì Bồ Tát thì là gì? Bồ Thí Sattva. Bồ Tát là một người đang phát nguyện, đang tu tập để trở thành một vị Phật. Và cho nên á, mà quá nhiều kiếp lắm, cho nên có kiếp á, mà quý vị Bồ Tát và phát nguyện xong rồi, nhưng mà sinh ra làm con khỉ.
Nó là ra vô thì tiếp xúc và kiểm xúc sống đổ ra vô thì nó cũng là Bồ Tát. Rồi còn khi sinh ra là làm con nai, sinh ra là làm con chim, nó là Bồ Tát. Thế nên Bồ Tát không phải là cái gì ghê nữa. Bồ Tát chỉ là một chủng sanh Phật nguyên về tâm, một vị Phật đang tu tập thôi. Còn trong khi cảnh nghề Bồ Tát của đến đại thừa đó thì nói rằng là Bồ Tát là một vị là đã thành Phật đại giác ngộ rồi, nhưng mà không bao giờ qua nó mới trở lại để cứu độ chúng sanh. Giống như là Bồ Tát Quán Thế Âm hay là Bồ Tát Địa Tạng á, tức là vì đã tu tập rồi nhưng mà mới trở lại. Cho nên là rồi là khi những cái khái niệm đó cho nên đưa lên thì gọi những cái vị Bồ Tát đó là giống như những vị thần. Thì vì vậy là Bồ Tát Quán Thế Âm bây giờ giống như là một vị thần lớn vậy đó, thì chỉ cần niệm danh hiệu ngay là ngay tới ngay tụ hết á. Thì nếu như mà hiểu không khéo đó thì mình sẽ hiểu giống như tinh thần của bên ba la môn rồi, là tức là mình tin vào các vị thần và cầu thần cứu độ. Nếu như mà hiểu đúng nghĩa đó mà nói rằng đó, khi một người mà ở trong lửa và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì Bồ Tát là sẽ hiện ra. Thì không có phải niệm là Bồ Tát là Bồ Tát thật đâu, và ngay khi mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là cái tâm cũng thanh tịnh, thì ở trong lửa mà mình mà không có bị lửa mình chỉ dí phổi, chứ không phải còn đi Bồ Tát bên ngoài tới. Thành ra là thì có khái niệm Bồ Tát thì nếu như mình không có hiểu đúng mức thì dễ hiểu thành cái thân quyền hoặc là cái tôn giáo đá thần. Còn ví dụ như bên Nam Tông thì nói tới các vị chư thiên, và thì Phật tử bên Nam Tông thì để câu Bồ Tát nhưng mà hay câu chư thiên. Thì chư thiên là ai? Chư thiên là những chúng sanh nó có phước hơn của người thôi. Thì chư thiên dục giới, chư thiên sắc giới, chư thiên vô sắc. Và không phải vì chư thiên nào cũng là hoàn hảo, chư thiên mà còn chơi dục giới là cũng là tham dục á. Bởi vì thấy trong kinh có cái câu chuyện mà chư thiên cũng còn dục giới mà nó cứ đi chuyển độ về với lá thuốc lá đó. Để danh gì, để danh phụ nữ đẹp á. Họ cũng như là người vậy đó, họ chỉ có cái sắc tưởng tốt hơn, có cái tưởng bảo tốt hơn thôi. Cho nên cũng đừng một tờ đơn một quả tốt hơn chứ riêng mà thì vì gì cái tưởng mà họ có thể. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những vị chứ riêng ấy, là họ do tu tập, họ có phước, họ có trí tuệ và họ muốn hộ trì Phật pháp. Cho nên có những vị chứ riêng là họ đến những cái ngôi chùa để họ làm những vị hộ pháp, và họ cũng hộ trì cho những người tu tập. Bởi vì họ nghĩ rằng khi họ hộ trì cho những người tu tập thì họ có phước, cho nên họ làm. Thì cũng là cái quan niệm bình thường giống như con người vậy đó. Và trong cái khả năng của họ thì họ có thể dùng cái năng lực của họ đó, và họ có thể giúp cho những cái người mà họ hỗ trợ rất là tận tận tất cả một số cái tai nạn nào đó. Thì cái chuyện này rất nhiều khi mình không thấy, mình không tin, nhưng mà người nào mà họ là tình cảm nghiệp thì họ tin cái chuyện đó. Thì chuyện này là vì nó là có vẻ như là siêu nhiên siêu linh, đó là vấn đề tâm linh. Cho nên mình đi mà tâm linh mà mình chưa thể chưa biết thì mình khó bộ phụ nhân. Và ví dụ như phi nhân, mình nói tôi muốn thấy phi nhân, tôi còn không nói cũng có phi nhân. Nhưng mà Đức Phật là nói rằng là thế giới này có tới 31 quả lực. Quả người chỉ là một trong 31 quả thôi. Thì trong đó là có được A, có ngàn quỷ, có A tu la, có phi nhân, mà chứ chiếm có phi nhân, A tu la, ngàn quỷ, có phi nhân. Mà họ có những cái hình tượng mà mình không có thể được, những cái sắc tượng của họ, những cái nó biết để bỏ mình không thấy. Nhưng mà với cái trình độ thân có thiết nhạc thông, họ có cái mắt nó đặc biệt thì người ta có thể được tuệ nhạc cái là thanh thân gì đó. Thành ra là quý vị nên có cái thái độ đó là khi một cái gì mà mình chưa thể chưa biết kinh khoan phụ nhận, mình để yên vào một bên, để một lúc nào mình thấy mình biết thì mình nói, còn không thì thôi, thì cũng đừng phụ nhận. Ví dụ như ngày xưa đó, làm sao mà mình tưởng tượng được rằng là mình ngồi đây mà mình có thể nói chuyện với người bên Việt Nam mà có thể thấy hình, có thể nghe tiếng, giống như có thân thông vậy đó, giống như có thiên nhạc thông, cái gì thông. Mình nói không có, bây giờ thì vì mình không có thân thông mà mình bằng làm được mà. Chỉ cần có internet thôi, là mình có FaceTime thôi, là gọi một cái là thấy ngay nhá, nghe cùng đồng thời luôn, nghe thì nó trả lời liền mình đó. Ngày xưa mình tin, mà thật sự nó không có được hết. Thành ra là cái gì mình không thấy, chứ biết chứ thấy con một phụ nhân vì mọi những cái ngoài cái tâm mắt của mình. Vì vậy cho nên có những điều Đức Phật ngay cũng có trả lời. Ví dụ như có những câu hỏi siêu minh đó, có người họ hỏi Đức Phật đó là ngay con tồn tại sắp chết dễ cái tâm tồn tại đó. Vâng, quý vị thấy nếu như vậy có Đức Phật ngay thì là có hay không cái lỗi. Bởi vì sao ngài không trả lời? Bởi vì nếu như ngài trả lời thì người ta sẽ đi tranh luận.
mà người không thể mà đi tranh luận của mẹ thật. Có cửa hát tranh luận không có nhiều tu, cứ khổ hoài. Vì vậy ngài không trả lời là để cho người ta không muốn đi tranh luận với ngài. Đó, mình phải hiểu lý do chứ mình nói, vì sao ngài hỏi cho nó khỏe đi. Bởi trí tuệ của ngài thì ngài thấy rõ hơn. Thì trong một lần Đức Phật nằm lấy cái nằm lá xin sa pa, ngài mới nói rằng là những điều mà ngài thấy, ngài biết là như những lá trong rừng. Và những gì ngài nói chỉ trong nắm tay thôi. Và ngài chỉ nói những gì mà thiết thực lời ích đưa đến sự giải thoát giác ngộ. Còn những gì ngài biết mà không đưa đến lời giải thoát giác ngộ thì ngài không nói. Thì những vấn đề siêu hình ngài cũng nói là vậy đó. Bởi vì ngài mà nói một trong bốn cái thì thế nào họ mới không trách luôn. Ông nói là sai, ông nói không là sai mặc dù không có thể gì hết. Không, bốn nói là bốn cái này thì cũng đều người ta đều có thể tránh cãi được cả. Mà người ta ham đi tránh cãi thì người ta không chịu tu hành thì người ta sẽ không giải thoát. Cái nên ngay đưa cái ví dụ là cái ông đó ông bị bắn cái mũi tên độc á, mà kêu nhổ ra để chữa mà ông còn chịu nhổ. Ông ấy nói bây giờ phải nghiên cứu cho ra đó là cái mũi tên này làm bằng chất liệu gì, à rồi là thuộc độc hay là thuộc độc loài gì, rồi là cái ông mà bắn tôi là thuộc dao giỏi nào. Thì để khi mà họ hỏi xong trả lời xong mấy câu hỏi đó xong chết mất rồi. À thì cùng như vậy, nhưng cái vấn đề siêu hình này mà nếu Đức Phật ngay trả lời là cứ đi tranh cãi hoa thì nó cũng có nhiều tốt, nó chết mất được khi nó dạy quá. Thế nên là vậy đó, mình tu tập là những cái gì thì thật tu mà nó có lời người mình làm qua những vấn đề siêu hình, những vấn đề mình chưa biết chưa thấy bỏ qua một bên, cũng tranh cãi đừng tranh cãi hoặc đừng phủ nhận như thế đó. Để rồi vậy chủ hết, vậy thì trở lại đó. Là mình phải tu tập trong đời sống hàng ngày, vậy có hoàn cảnh gì, cần tu cái hạt nào thì mình đáng ra mình ứng xử thôi. Không cần phải ra phát nguyện một cách trình trọng, không kịp chuyện phát nguyện, đó là phát nguyện thanh thanh tâm hay là thanh độc giác, cái thanh con giác, đó là cái này, mình phát nguyện. Sao chứ? Có câu hỏi nào về xã thứ ba mà. Nếu mà có người xin mình tiền, thì mình hoan hỷ giữa liền hay là mình có cần có hỏi người ta cho ra lẽ là họ dùng tiền đó cho việc gì? Nếu mà và mình suy toán là nếu mà việc có thiện thì mình đưa ra, việc nó không thiện thì mình đưa ra. Vậy xã thế ban là mà về cái tiền bạc như thế nào? Có khi mình phải hỏi chứ, bởi vì mình không hỏi những khi mình vô thì mình hại người ta. Giống như con cái mà xin cha mẹ tiền đó thì cần nó xin gì mà cho nó cái đó thì rất là nguy hiểm. Nó đem tiền đó nó đi làm cái gì? Nó đi chơi game, nó đi hút thuốc, nó đi chơi về đi đua xe về bàn thì sao? Cho nên phải hỏi là con cần tiền làm cái gì, mà thậm chí là không cho, có khi không cho là phải không cho. Chứ không phải là mình nói rằng á là bố thí ba la mật là ai xin mình cho nấy. Mà ý nói thế này, bố thí ba la mật á là làm bố thí về tâm buông bỏ. Thế không phải là ai xin mình cũng cho, mà ai cần mình mới cho. Cái đó nghe, tại vì là lúc người ta cần cho nên mình mới cho. Chứ không phải là họ tham lam họ xin mình cũng cho. Ai cần mình mới cho chứ không phải. Mặc dù khi họ cần thì người đó tốt hay xấu mình cũng cho. Không phân biệt và không phân biệt người đó tốt hay xấu. Nếu mà mình vẫn thấy rằng người đó họ mặc dù họ xấu nhưng mà họ đang cần ăn, họ đang cần mặc, họ đang cần phục thì mình cho họ. Còn cái trong trường hợp con của mình á, có khi mình phải không cho. Bởi vì mình cho là hai nó, mà mình không cho mình cũng không phải là mình là kéo kiến. Mà mình không cho là vì mình thấy trong trường hợp này là không cho mày đúng lời cho nó, mà cũng lời cho mình nữa. Để cho nên không có nghĩa rằng bộ thị bác lo mặc là nhắm mắt lo mà ai xin chi cho mày, không phải. Nè, bỏ trị về đi con. Dạ, nguyên chú. Bà chú. Con có câu hỏi là hơi academic chút xíu thôi. Là trong cái lục độ ba la mật, trong cái lục độ ba la mật thì con có nghe như thế này là mình một ba la mật mình đã đóng cái ba la mật kia là trong cái sự dạng của lục độ. Mình như vậy trong cái thập ba la mật của bên liên thủy có cái chiều hướng dạng như vậy được. Dạ cũng được á. Thì trong một cái báo lá mở khác mình thấy rằng là cũng có những cái kia nó cầm vào. Thế nên hôm nay cô này bộ thì phải có trí tuệ đó. Rồi bộ thì cũng phải có tâm tư trong đó. Rồi trong đó nó cũng có tâm xả đó. Mình muốn phân biệt cuộc sống. Trong đó nó cũng có lý dục nữa. Cho nên nó có trong hết đó.
dạ thưa con, nếu mà làm thực hiện ba la mật đó chỉ có dùng cho người tu thôi hay là người bình thường? Tất cả mọi người đều thực hành ba la mật được. Rồi đi á, ba la mật không phải là giới. Khi nào mà giới luật á, khi nào mà danh riêng, giới luật danh cho cư sĩ và giới luật danh cho người xuất gia. Chỉ có giới luật mới tách riêng thôi. Còn mà pháp hành nó cũng không cần tách ra nha. Giới luật ví dụ như một vị cư sĩ thì không cần nhiều giới luật quy tiếp theo. Tôi biết quý vị là người tài gia, người xuất gia thì họ sống kiểu khác. Cho nên khi họ là tỏ đi theo, họ mới cần nhiều giới tiếp theo. Quý vị không cần thông tỏ đi theo, quý vị không cần nhiều giới. Nhưng mà pháp hành khác trừ cái luật ra, còn pháp hành khác thì tất cả đều bình đẳng. Bởi vì còn muốn hành thiên chỉ cũng được, bởi vì muốn hành thiên quả cũng được, muốn hành bao la mật, muốn hành tự vô lượng tâm thì đi cũng cần tội dễ dàng. Dạ thưa sư, con có một câu hỏi như thế này. Thưa sao tập ba la mật mà sư vừa mới đi qua cũng giống như là lục độ ba la mật của đại thừa, thì theo như con hiểu đó, thì muốn có hành, mình muốn hành cái ba la mật bố thí hay là nhẫn nại thì mình cần có cái xả trước. Nhưng mà tại sao mà mình cái xả là cái ba la mật xả là cái cuối cùng thưa sư? À, bởi vì cái đó là cái khó nhất ạ. Cái mà đi nó đạt tới cái ba la mật mà rốt ráo xả rốt ráo đó thì cái đó là cái khó nhất. À, để mà thành tựu một cách perfection á, khi mà mình nói tới là ba la mật cái nghiệp perfection á, là cái nghĩa mà completeness, là cái sự hoàn toàn theo hoàn thiện tuyệt đối đó, thì cái xả của tuyệt đối là cái khó nhất. Cái thứ hai để xong không theo cái mức độ này thôi. Thế còn thật ra là trong một là có đầy đủ cả mọi thứ trong đó. Còn còn cái tiếp cùng mới vừa nói về cái xả, thì trong cái 16 cảnh tuệ mà của hành thiền vipassana, cái xả trong vipassana tại cuối cùng nó phải cái xả trong cái ba la mật cũng có cái gì giống nhau? Thì là một giọng đó gọi là sankhara upekkhara, hành xả đó. Thì hành xả tức là mình có cái tâm xả đối với tất cả các hành đó, với tất cả các hành là bình đẳng đó. Thì cái tâm xả này cũng vậy đó, xả trong ba la mật nó cũng cái xả đó. Tức là đó, mình thấy tất cả các pháp hữu vi nó đều bình đẳng với nhau trên thực tấm, nó đều dù là thiền hay bất thiền thì nó đều là vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên là ngay tại chỗ là mình mà cái hành nó đấy thì là bên kia là sankhara đó, trong cái bên điểm cái nhà gọi là sankhara upekkhana là gọi là tuệ hành xả. Thì hành là sankhara rồi upekkha là xả và nhana là tuệ, thì là tuệ hành xả. Thì trong đó là cái xả đối với sankhara, mà cái xả này nó cũng đối với sankhara luôn, chứ là xả đối với cả pháp hữu vi. Vì thấy rằng cả pháp hữu vi là bình đẳng, cho nên là mình không có chấp trước với một cái vật gì cả, và mình có cái thái độ bình đẳng đối với tất cả các pháp, và đó là thông xả. Xin nó đồng nghĩa với nhau. Dạ thì con mới vừa đề cập tới cái hành đó, thì sư cũng mới tu cho nên cũng hơi rành lắm, cho nên sư con giải thích thêm là nãy nói cái gì, tại sao không nói là mình là các pháp hữu vi luôn như nãy mới nói á. Hành và hữu vi đồng nghĩa sao sư? Đồng nghĩa hả? Dạ. Mà thì tại sao không phân cái hành riêng rồi cái thì trong cái đó, trong mấy cái hành gì mà trong ngũ quẩn á, là sắc thọ tưởng hành thức, thì cái hành đó không lẽ nó đồng nghĩa với pháp hữu vi mà lại nhưng ta có cái định nghĩa khác về chữ hành, như hay trong tiếng Anh đó, nó chữ hành nó kêu là mental formation, thì vậy là nó với cái chữ hữu vi nãy nó chắc có lẽ là nó khác, thì xin sư con nói rõ về chữ hành đó. Và xin trong tiếng Pali là cùng một chữ, điều là sankhara hiện tại. Mà đó, tùy theo ngữ cảnh nó có một nghĩa khác nhau. Ví dụ như chữ pháp và chữ tham mát đó, tùy theo mỗi thời ngôn ngữ cảnh nó có một nghĩa khác nhau, cho nên chữ pháp có tới 16 nghĩa là. Rồi chữ hành đó, ít nhất là chữ hành đó, theo con thể nó có 3 nghĩa, 3 trường hợp. Chữ hành và nghĩa rộng nhất đó, thì nó có nghĩa là pháp hữu vi.
Cho nên là tất cả các pháp hữu vi do duyên sanh thì được gọi là hành. Mà thì chữ hành đó là trong trường hợp chữ hữu vi đó là đồng nghĩa với chữ sankhata. Là chữ sankhata đó. Và học là asankhata thì vì học là pháp hữu vi và pháp vô vi đó. Thì chỉ có cho nên thì chỗ vô vi là niết bàn thôi. Thì còn lại tất cả các điều là hữu vi. Thì trong trường hợp là hành và hữu vi đồng nghĩa là điều là sankhara. Và nghĩa thứ hai đó là hành trong cái hành quẩn. Thì hành trong hành quẩn thì mới là mental formation. Thì khi đó, đó là nó đồng nghĩa với 50 tâm sở. À, 50 tâm sở thôi, trong hành, hành mà trong hành quẩn thì quý vị này có thể là có 52 tâm sở. Nhưng mà trong hành, hành trong hành quẩn chỉ có 50 tâm sở, bởi vì thọ nó trở thành thọ quẩn rồi, tưởng nó trở thành tưởng quẩn rồi. Thế nên mà không có chữa trong hành quẩn nữa. Và vì vậy hành quẩn á, còn thức á, thì nó là tất cả các loài tâm rồi đó. Bởi vì khi mà mình nói tỉnh ngũ uẩn, nó nói tỉnh ra cả cái đối tượng sắc sắc vọng, tâm sở sắc vọng niết bàn đó. Thì như vậy đó là sắc uẩn gồm có 28 sắc pháp, thọ uẩn rồi tưởng uẩn rồi hành uẩn. Thì như vậy hành uẩn là 50 tâm sở, trừ thọ và tưởng, và cuối cùng thức á là tất cả các tâm, hoặc là mình nói là 89 tâm hoặc là 127 tâm. Như vậy nghĩa thứ hai của chữ sankhara trong nghĩa ngũ uẩn thì như vậy hành ở trong ngũ uẩn tức là 52 tâm sở. Rồi nghĩa thứ ba, chữ hành mà ở trong 12 duyên khởi, vô minh duyên như hành, hành duyên như thức, thì chữ hành đó lại có nghĩa khác nữa. Thì hành đó là gồm có là tức là cả cái hành động, cả cái nghiệp mà mình đã tạo, thì nó gồm có là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Thì như vậy là những cái nghiệp mà mình tạo ra, đó là nghiệp mà mình làm việc thiền thì gọi là phúc hành, những việc bất thiền thì gọi là phi phúc hành, và những cái thiền sắc giới và vô sắc giới gọi là bất động hành. Thì như vậy vì đấy là cục chữ sankhara, thì ít nhất là ba từ đó là nó ba nghĩa khác nhau và chi pháp nó khác nhau, nhưng mà từ ba cái chỉ là một. Giống như chữ pháp cũng vậy đó, chữ pháp có khi nó nghĩa là tất cả các pháp, là tất cả các điều là pháp. Rồi có khi chữ pháp là nó là chỉ được nguyên nhân thôi. Có khi pháp nó chỉ là một cái chi ở trong một cái thành phần thôi. Dạ, thành ra đó là tùy theo lúc mà mình dịch và mình biết cái chi pháp đó thôi. Cho nên mà trong cái chữ hành, mà cả hành là vô thường và cả hữu vi là vô thường, thì theo cái từ này hành và hữu vi nó đồng nghĩa. Dạ. Để sư ca cho xin hỏi thêm một câu nữa. Vì trong cái mình hành thiền á, thì thường người ta nói là có thể mình thấy được tưởng, mình có thể được thấy được thọ, mà sống ít có ai đề cập đến khi lúc thiền mà mình lại thấy hành. Trong cái thì sư con có cái nào hướng dẫn thiền mà giải thích thêm. Thì trong cái hướng dẫn thiền nó có thể mình ngồi mình thấy thọ ha, rồi có thể mình thấy suy nghĩ, mình cho là tưởng, như định danh, định nem, thấy hình, thấy ảnh là tưởng. Dạ, yeah, thầy hành, thưa bạch sinh, thầy hành á, tức là trong cái phần quảng pháp á, trong phần quảng pháp á, có cái phần là thầy cả chuyên cãi á, mà cả chuyên cãi là có cả cái tấm sự thôi, là tham dục này, sân hận này, uống rầm, bị miếng, trào hổi, phỏng dịch, rồi hổi phỏng dịch, nghĩ. Thì mỗi cái đó đó là khi mình thấy trong cái phân phạm này, tham dục chưa sinh lên, nay sinh lên thì để thấy, rồi tham dục sinh lên nay diệt thì vậy thấy, rồi tham dục diệt và không còn sanh được lại nữa thì vậy thấy. Thì thấy như vậy nó thấy cái tâm sở, cái tâm sở nó thuộc của hành. Dạ, thì mỗi cái tâm sở như vậy là cái hành, nhưng mà người ta không cái trên nói riêng phân phạm. Ngay cả tới cái phân mà quản các giả chi, bài giả chi đó đó, như là trật pháp giả chi, cái tính tận, cái hì, cái một cái đó cũng là một tâm sở đó. Nhà thân nên đó là quán pháp thì thấy từng cái pháp như vậy thì nó là cái thành thân đó. Dạ. Dạ. À, cái gì bên đây không lại? Dạ. Dạ, thưa cô, con xin cô dạ, thêm cô hiểu thêm một về cái phương pháp hành ba la mật đó cô. Hoặc là mình cho mình thấy mình sở trường một cái mặt nào đó, rồi mình hành cái ba